Vâng, Kim Thanh xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với Khách đến chơi nhà. Khách mời của ngày hôm nay thì có lẽ là một gương mặt rất là đặc biệt, bởi vì Kim Thanh cũng không nhớ là bao năm rồi thì gương mặt này mới xuất hiện lại với Khách đến chơi nhà. Nếu mà các thính giả của FM 99.9 MHz, chúng ta nhớ ngày xưa chương trình của chúng ta có cái tên là Nói Nhà Thứ Bảy và chỉ mời các gương mặt gói gọn trong lĩnh vực âm nhạc thôi á, thì có thể là chúng ta sẽ nhớ đến những cái gương mặt thời đầu của chương trình. Còn bây giờ Khách đến chơi nhà của chúng ta là một chương trình mà có thể mời nghệ sĩ ở rất là nhiều lĩnh vực. Và vị khách mời của ngày hôm nay thì phải nói là làm Kim Thanh cũng cảm thấy rất là xúc động khi gặp lại. Bởi vì người ta nói là cái gì mà giống như là những người bạn cũ mà lâu năm mà không có gặp lại nhau á, khi mà gặp lại thì có rất là nhiều cảm xúc. Và chắc chắn ngày hôm nay chương trình cũng rất là đông đầy cảm xúc, cũng như là có rất là nhiều câu chuyện mà chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau. Thôi vòng vo như đó đủ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với khách mời ca sĩ Mỹ Tâm. Hi. Chào chị, chào tất cả quý vị và các bạn. Không biết là Tâm có còn nhớ hồi xưa đã từng đến phòng thu để trò chuyện với các thính giả của chương trình hay không á? Dạ, một lần rồi đúng không? Nhưng mà lần đó lâu lắm rồi Tâm ơi. Dạ. Mình cũng không biết là cái khoảng thời gian bao lâu. Cho nên thì chắc mấy năm. Chắc cũng gần 10 năm á. Nhiều lắm đó. Mấy năm gọi là nó giảm nó tránh. Thôi bây giờ mình quay trở lại, vì là lâu quá rồi mình không gặp nhau. Giờ mình gặp nhau thì chắc là có nhiều câu chuyện. Thì mở màn bao giờ cũng như là những cái lời chào bình thường nè. Cuộc sống em dạo này như thế nào, có ổn không? Em ổn. Em rất ổn. Chắc mình sẽ xưng hô bằng Tâm hoặc là sao. Tâm muốn xưng sao cũng được hết à. Thì nếu mà trò chuyện với khán thính giả thì em Tâm thì xin Tâm đi ha. Xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Rất là vui vì hôm nay được trò chuyện với nó cũng rất là nhiều cảm xúc. Thật ra thì mỗi lần mà bước tới đài FM là đã cảm xúc rồi, chứ không có cần phải nói gì nhiều. Nhiều cái ký ức, nhiều cái kỷ niệm nó ập tới với mình. Thì hôm nay em rất là vui và em cảm thấy là mình sẽ có nhiều cái điều mình có thể chia sẻ được. Rồi cuộc sống em dạo này rất là ổn đúng không? Em rất ổn. Thấy rất tươi nè, tại vì hồi trước Tết gặp á thì thấy đã tươi rồi mà bây giờ là tươi hơn hồi đó nữa. Rồi phải nói là mi nhon hơn, xinh hơn. Em mi nhon hơn. Trước khi vào phòng thu á, mọi người ơi, Kim Thanh có kể với Tâm á là bây giờ Kim Thanh có xem lại những cái clip mà công diễn của Làn Sóng Xanh cách đây mười mấy năm. Mà Tâm hồi đó là nhỏ hơn bây giờ mười mấy tuổi. Mà Tâm thấy Tâm bây giờ còn trẻ hơn Tâm hồi đó nữa. Thì mình không biết là do cái lý do gì. Đầu tiên có thể là chia sẻ những cái bí quyết là làm sao để có thể trẻ đẹp được qua thời gian. Giống như anh Trường á, anh Đăng Trường á, mọi người nói là ảnh ăn thịt đường tăng á. Trời đất ơi, nó bậy không nè. Anh Đăng Trường, em nghĩ nhiều khi giống do cơ địa không? Anh Trường là cũng một cái ca mà mọi người cũng kính nể đó. Hát tuổi. Dạ. Còn em thì giống như thật sự là không khác ngày xưa xíu nào. Mà tính ra là còn phải nói là có phần thần thái xinh đẹp hơn, có nhiều cái nó tỏa ra cái hấp lực nhiều hơn đấy chứ. Cảm ơn chị. Em thì cảm giác là giống như mỗi ngày mình không muốn thay đổi. Mình cứ vậy hoài. Nếu mà có thay đổi thì chỉ có phải thay đổi tốt hơn thôi. Đó thì với lại cái bí quyết của mình là mình không có nghĩ là mình già. Cái bí quyết thứ hai là uống thuốc độc. Uống thuốc độc hả? Độc thân. Cái này là bắt trend quá luôn á. Kiếm Thanh còn theo không kịp cái trend này luôn. Không, trend này em mới chế. Kiểu này chắc là nhiều người đều uống thuốc độc theo á. Kim Thanh mới nhận được cái thông tin là cũng như là đọc ở trên cái page của Tâm có nói là cái live show tri âm của mình thì hoãn lại. Thì thiệt ra mình có đọc báo, mình cũng biết là bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 là mọi thứ cũng gần như là bình thường rồi. Mọi hoạt động nói chung là chúng ta vẫn phải cẩn thận, vẫn phải theo cái quy trình, nhưng mà mọi thứ nó cũng khá là ổn rồi. Mà tại sao Tâm vẫn quyết định là mình hoãn cái show lại ha? Dạ, thì theo như mọi thứ thì bây giờ dịch nó vẫn còn.
Thì ở thành phố mình thì quản lý và mọi thứ rất là tốt rồi, nhưng mà ở khắp nơi cũng vẫn còn. Và việc di chuyển của mọi người ở các tỉnh thành nó vẫn còn chưa gọi là cụ thể, nên là sẽ gây khó khăn cho cái việc quản lý của nhà nước. À, chính vì vậy mà sau khi dù là ở thành phố mình cũng đã quản lý tốt rồi, kiểm soát tốt rồi, nhưng mà mình không thể tụ tập với cái số lượng khán giả lớn như vậy thì nó sẽ rất là mạo hiểm cho khán giả, cho bản thân. À, chính vì vậy là cái phải họp mấy lần luôn, tại vì có quyết định rồi lại quyết định lại quyết định rồi lại quyết định lại, nhưng mà nghĩ là chắc là mình cần một ít thời gian để cho mọi thứ thật sự là nó tốt nhất, để cho khán giả anh ta đến tận hưởng cái không gian, không khí của mình nó tuyệt vời nhất và không cần phải lấn cấn gì nữa. Tại vì bây giờ một tháng 3 là bắt đầu mới khởi động lại từng bộ phận các nơi thôi, nhưng mà show mình lại là ngày 7 rồi, với ngày 14 rồi thì không thể nào mà có thể làm được chuyện đó. Đó là lý do mà em quyết định dời cùng với công ty. Thì sẽ có ý định là tầm tháng 4, thì theo cái mong muốn của mình là tháng 4 là mình sẽ diễn ra cái live show này. Nhưng mà chắc là trong mấy thời gian đầu của tháng 3 để xem cái tình hình nó chính xác như thế nào đã, thì bên em mới có ra thông báo chính xác. Tức là mình vẫn chưa có quyết cụ thể. Mình mong muốn và dự định của mình là tháng 4, nhưng mình cũng không dám nói, bởi vì rõ ràng là nó còn nhiều cái nữa. Nên là mình cứ đợi một ít thời gian nữa thì mình sẽ thông báo luôn. Thấy bà con đang nguyên tiền mua vaccine nhiều lắm rồi, chắc ổn. Dạ, em nghĩ thì việc đó chắc chắn nó sẽ tới, nhưng mà nó là lúc nào thôi. Thì như vậy thì nó có ảnh hưởng nhiều đến mình hay không? Đặc biệt nhà tài trợ có nói gì không? Em cũng rất là may là khi mà Ace Cook và Pops và Vinedy đều là thông cảm cho cái điều này. Và bản thân họ cũng mong muốn điều đó, là bởi vì họ không muốn mang đến cái sự mạo hiểm đến cho tất cả mọi người, cho cộng đồng. Thì họ cũng theo em, và em rất là cảm kích. Thì tất cả mọi cái mà mình muốn thì bây giờ chỉ là làm sao cho sức khỏe của mọi người là quan trọng nhất thôi. Thì khi mà mình có thời gian nhiều để mình chuẩn bị, hơi kiểu như chị nói là em sẽ hơi bị take time, kiểu hơi kiểu là gì, mất thời gian, với lại mất một cái chút xíu cho cái việc mình đã chạy một cái như vậy rồi, rồi làm đủ thứ rồi, nhưng mà giờ thì mình chịu khó làm lại. Không sao, tại vì trong các cuộc nói chuyện của mình điều đó là tiền không quan trọng, cho nên là Kim Thanh tin là mất như đó không có sao hết. Tiền nói chung là vui là chính. Em nói là tiền không quan trọng, nhưng mà vui là chính, mà nhưng mà tiền là 10. Đó, vậy thôi, chứ thật ra cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thì em nghĩ là nếu mà thực sự nó phải như vậy thì mình phải như vậy, mình cứ theo vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình có thời gian đủ rồi, mình để có thể chuẩn bị mọi thứ cẩn thận hơn, thay vì hồi đó mình kỹ 10 phần thì bây giờ 100 phần, 1000 phần gì đó, thì mình có dành chút xíu thời gian cho một cái show ở Đà Nẵng như là các phóng viên cũng có yêu cầu hay không ha? Thật ra thì em cũng thích lắm, cũng mong muốn lắm, nhưng mà sau cái đợt đó thì về thì ngay cả Pot cũng rất là sung luôn. Cái đơn vị làm chung với Tâm đó thì mọi người cũng đang tính là muốn làm nữa cơ. Nhưng mà thật ra lúc đó thì cũng nhiều cái bỏ ngỏ, xong rồi đùng cái là dịch lên là cũng im lặng như chưa biết gì. Chuyện như chưa bắt đầu, đúng không? Chuyện chưa bắt đầu, đâu chỉ riêng em. Rồi, hiểu luôn. Nói chung là khi mà dịch tới thì nó cũng khó khăn cho nhiều người ở nhiều cái vấn đề. Thì thôi, mình nghĩ là thôi được nhiều mình làm nhiều. Mà Tâm thì thường nhiều khi công bố vậy, nhưng mà rồi nó cũng nhiều khi không phải 3 điểm mà 4 điểm, 5 nhiều điểm. Nhiều khi vậy đó, em cũng ba hồi lắm. Ai mà biết được như em thế. Em cái tính là cũng rất là kiểu rất là ngẫu hứng. Ngẫu hứng. Và cái đó là về âm nhạc ha. Còn Kim Thanh có nhận được một số cái phần phản hồi của một số người từ lâu rồi, cũng 1-2 năm trước rồi, nhưng mà bây giờ thì mới gặp Tâm mới hỏi. Là thật sự là mọi người rất là choáng ngợp khi mà Tâm tham gia thị trường điện ảnh với chị trợ lý của anh. Nó thành luôn một cái trend, sao cái bộ phim đó đi đâu ai cũng nói về chị trợ lý hết. Đó. Thì thật sự là với một cái tác phẩm đầu tay á, mọi người xăm soi rất là nhiều,
để xem cái tác phẩm đó ở một cái mức nhìn thế nào và người đó có cái duyên cũng như là cái tố chất bước vào cái bộ môn nghệ thuật thứ bảy hay không. Thì mọi người rất là bất ngờ ở cả cái vai trò diễn viên, đạo diễn và kể cả chắc là Tâm làm rất là nhiều ở trong cái bộ phim đó rồi. Mọi người rất là chờ đợi cái tác phẩm thứ hai của Tâm. Thì hình như năm ngoái thì phải là Kim Thanh có thấy trên Facebook của một người anh gọi như là hơi lấp lửng cái chuyện là hình như là sẽ sắp có một cái tác phẩm rồi, xong tự nhiên mình thấy im luôn thì không biết là như thế nào ha. Thật ra thì rất là cảm ơn chị Thanh. Về điện ảnh thì nói chính xác là đó là cũng khá bất ngờ đối với Tâm. Thì vì ngay từ đầu là mình không có ý định là chưa có ý định, nhưng mặc dù rất là nhiều lời mời nhưng mà chưa có ý định. Nhưng mà sau đó cuối cùng thì giống như là cái này nó lôi mình vào, chứ mình cũng nó cũng chưa đâu, tự nhiên giống như là cái nó tự chọn mình vậy đó, chứ mình cũng không biết nữa. Thì nhưng mà rõ ràng nó chọn mình á. Dạ luôn, cái giống như là em cũng bị bất ngờ đó. Và tất cả mọi thứ nó đến mình cũng làm. Thật ra đối với âm nhạc hay là đối với những video clip hay là những cái này kia hồi xưa giờ thì Tâm cũng đã làm cả bao nhiêu năm trời rồi, nhưng mà mình cũng chưa nghĩ là mình sẽ làm điện ảnh hay như nào đâu. Chưa, mặc dù là mời. Thì sau đó khi mà vào rồi thì làm, thì cho đến bận bây giờ thì em thấy là cái câu hỏi nhiều nhất thời điểm này cho đến bây giờ của Tâm là khi nào có bộ phim mới. Đúng rồi, Tâm đó. Rất là bất ngờ luôn. Và là Kim Thanh nghĩ là sau cái bộ phim đó chắc là nhiều cái lời mời hợp tác với Tâm, đúng không? Dạ, rất nhiều luôn. Từ em cũng bất ngờ luôn. Có nghĩa là ồ, vậy là mọi người quan tâm nhiều vậy hả? Nghĩa lúc đó mình cũng vui. Thì hiện tại thì Tâm cũng có khá nhiều lời mời. Mà chị nói cũng đúng, nghĩa là mình cũng không biết từ chối sao á. Nhiều thì cái mình có những đi. Cái mình không từ chối thì mình nhận thôi. Thì chắc có lẽ là năm nay em sẽ nhận. Wow, tức là trình chiếu của năm 2021 luôn. Em cũng chưa biết nữa, nhưng mà em thấy có nhiều lời mời lắm. Mà em cảm thấy nếu mà có kịch bản nào thú vị thực sự mà em cảm thấy có thể làm được thì em sẽ làm. Nhưng mà nhiều người nói là chị trợ lý của anh á, thì nó thật sự là về câu chuyện nội dung nó không phải là mới trong mảng điện ảnh, nhưng mà cái cách mà xử lý rồi cái phần diễn xuất mọi thứ nó rất là duyên dáng, cho nên là người ta thích và người ta cảm thấy là cái hình ảnh về cái style đó nó rất là hợp với Tâm. Cho nên là Kim Thanh không biết là nếu mà tác phẩm tới thì Tâm sẽ chọn cái hình ảnh như thế nào. Chắc là cũng em chưa biết là sẽ có những cái kịch bản, tại vì cũng có một số bạn hoặc số anh chị gửi nói rằng là có những cái kịch bản nó cũng sẽ đã xem Tâm diễn rồi và thấy rằng là với cái kịch bản đó, với nhân vật đó thì Tâm sẽ làm tốt. Nhưng mà trong thâm tâm của mình thì bản thân thì mình biết là mình có những cái thế mạnh nào với cái nhân vật của mình. Nhưng mà đâu đó thì em vẫn không, thật ra thì em chỉ biết thế mạnh của em là một cái gì đó nó cũng giống chị trợ lý thôi à. Nghe sẽ bớt bánh bèo lại. Nó vậy thôi à, em chỉ mường tượng là vậy. Trùm cuối rồi cũng được. Kiểu kiểu vậy. Nó là mình, nói chung là cái gì là mình hơn thì em dễ đẩy cái thế mạnh của mình hơn. Vậy thôi à, chứ cũng chưa biết, biết đâu là nói chung là cứ hãy là mình thôi. Thật ra là với chị trợ lý của em đó thì chị trợ lý của anh thì cái phim đó là Kim Thanh còn nói là nhiều người là uống cà phê cũng nhiều lắm rồi. Và thấy các bộ phim cũng đề cập đến này nọ, nhưng mà rõ ràng đến bộ phim của mình là một bộ phim giải trí thôi. Nhưng mà Tâm lại khai thác rất là kỹ. Người ta thấy có một cái sự điều nghiêng trong một cái tác phẩm điện ảnh, chứ không phải là một cái sự hời hợt qua loa. Và đó chính là cái điều mà người ta rất là chờ đợi trong những cái sản phẩm tiếp theo của Tâm, ví dụ như là thời trang như thế nào trong cái phim đó cũng được mọi người nói nhiều đó. Cho nên là cá nhân ở một cái người mà theo mảng điện ảnh thì chắc chắn rất là chờ đợi đó. Thì và nói về phim ảnh thì nói về phim tư liệu một chút xíu đi. Thì phim tư liệu bữa đó mình có công bố rồi thì giờ mình tính làm sao, chuẩn bị tới đâu rồi? Thật ra thì phim tư liệu này nó không, em không bị áp lực như đã nói với khán giả và như là chia sẻ với báo chí, thì em nói là cái phim này nó sẽ thể hiện được cái con người của mình
trong và sau và trước sân khấu như thế nào thì nó thể hiện rõ mình hơn thôi. Bản thân em thì giống kiểu có sao thì ra dạy, nên là phim tư liệu nó sẽ phải thể hiện được đúng điều đó. Thế mọi người sẽ nói là nó phải có cái gì khác hơn để cho mọi người thấy hay không, thì Tâm cũng thấy rằng là cũng hơi khó, bởi vì mình sao thì vậy, chứ muốn khác hơn thì cũng chưa biết khác sao. Không, thật ra là Kim Thanh nghĩ là mọi người không phải là muốn khác hơn, mà là tại vì người ta thấy Tâm ở trên sân khấu nhiều, Tâm ở trong âm nhạc nhiều, bây giờ người ta muốn biết thêm vẫn là Tâm, nhưng mà ở ngoài âm nhạc. Ví dụ như đời sống của Tâm ra sao, bình thường thì ví dụ như có thể chia sẻ ở trước báo chí là Tâm ăn uống healthy lắm, một ngày Tâm không dám ăn này kia, nhưng mà bên ngoài thật sự ăn rất nhiều, ví dụ là vậy. Hay là nói là Tâm là một người lúc nào cũng uống thuốc độc, nhưng mà thật ra là đời sống tình cảm phong phú. Đấy là thế đó, tức là người ta muốn biết thêm những cái phần đó. Kim Thanh thấy là những cái bộ phim tư liệu và tài liệu của các nghệ sĩ Việt Nam hiện giờ thì cũng có, ở thế giới thì làm nhiều, ở Việt Nam thì chỉ có một số bạn mới làm thôi. Nhưng mà ở một cái góc độ nào đó, cá nhân Kim Thanh xem xong thì thấy là có những cái thì nó chỉ là đơn thuần hậu trường của những đêm diễn, và có những cái mình cảm giác là các bạn quay với cái mục đích là mình thấy rõ cái sự setup ở trong đó. Rồi có những bạn thì cũng là mình thấy ổn, cũng có đưa một chút xíu đời tư vào, nhưng mà có vẻ mọi người cũng rất rất là an toàn đó, không dám tiết lộ nhiều trong những cái đoạn phim đó. Và khán giả thì họ sẽ thấy là tôi mong muốn biết thêm về thần tượng của tôi. Ví dụ như là nếu mà là phim tài liệu của em thì chị Thanh sẽ muốn biết cái gì? Ví dụ như là Tâm thì Thanh cũng biết nhiều rồi đó, nhưng mà có những cái mình cần phải confirm nó đúng hay không. Ví dụ là đơn giản, Tâm có dám nói là từ trước giờ Tâm yêu bao nhiêu người, người đó là ai không, kiểu vậy đó. Dám nói không? Dạ cái đó thì không. Đó thì cho nên em đang suy nghĩ là người ta muốn biết cái gì, nên là nếu nếu như mà người ta nói là, nhưng mà em sẵn sàng mời một người yêu của mình trong nói chuyện trong cái bộ phim đó. Trời, cái đó là đỉnh rồi. Nhưng mà đừng nói xong cái mời một ví dụ người như... một người thế là một người yêu cũ. Thì vẫn được. Vẫn được đúng không? Thì cái em... đó là vẫn được đó. Thì em sẽ cho biết người đó là ai luôn. Nhưng mà đừng có mời ví dụ như là Khắc Hưng xong, đây là người Tâm rất là từng yêu ở trong âm nhạc này kia, là không được. Không ai chơi vậy. Anh nhớ câu này mà chờ cái bộ phim đó nha. Nên chỉ cần vậy là được rồi đúng không? Đúng rồi, chỉ cần xíu thôi. Rồi để em suy nghĩ biết nói sao rồi, phải có vậy. Mà bản thân em cũng thấy vậy. Nếu mà đã cho thấy một cái gì đó là phải khác biệt một chút. Đúng. Chứ nếu mà ví dụ như là Mỹ Tâm làm việc sao, hay là hát sao, hay là như nào thì mọi người cũng biết rồi. Đúng rồi. Thì em hoàn toàn đồng ý với cái điều đó. Hoàn toàn đồng ý với cái việc là người ta mong muốn những cái ngoài cái âm nhạc của mình. Nhưng mà phải là những cái mình thật sự muốn nói, công bố, chứ không phải là người ta cứ đồn đoán. Đúng rồi. Và Tâm nói rồi đó, Tâm không nói thì thôi. Tâm mà nói là Tâm chê tới. Nói thật, chứ cô không có ngại gì hết. Cũng không thích mà đã nói mà phải lật tới lật lui, lấp lửng hay là gì đó. Không, thật ra nói lấp lửng là đúng. Có những cái mối quan hệ hay có những cái việc là Tâm rất lấp lửng luôn. Mà Tâm lấp lửng lòng vòng là Tâm nói thiệt, là Tâm làm vòng thiệt. Chứ không phải là, nhưng Tâm không công bố, Tâm không công khai, Tâm không nói thật tôi là vậy. Vì rõ ràng nó đang lập lờ mà, tự nhiên bắt người ta nói thiệt hay đúng là rồi. Công khai sao được. Nói chung là nó không có cái gì chính thống thì bắt mình phải chính thống thì ý em là được. Vậy thành ra là em nói ủa tôi đang lòng vòng mà mấy bạn cùng chửi tôi lòng vòng là sao, thì trời làm ơn cho tôi lòng vòng được không. Ví dụ như vậy mà mọi người vẫn không hiểu, cho nên là nó chỉ khác nhau giữa chuyện là cô này cô đang lòng vòng là bởi vì cô đang bị lòng vòng trong cái chuyện này, thành ra tự nhiên bắt người cổ công bố là như là ép vô miệng người ta nói những cái người ta không nói rồi. Nói chung là mình trải sự đời rồi mình hiểu được. Nhưng mà mọi nhiều người họ lại không hiểu vậy mới đau chứ. Không, tại vì không phải, đôi khi là không phải là không hiểu đâu, nhưng mà người ta muốn thêm á, muốn thêm nên là mình rất là hiểu ra. Nhưng mà đôi khi có những cái mình người ta không
không không hiểu được mình lắm, nên là người ta nói, nhưng mà em cũng chỉ hơi buồn nhẹ thôi, nhưng mà cũng không trách đâu. Nhưng mà không sao Tâm ạ, tại vì đôi khi bản thân mình còn không hiểu mình nữa, thì làm sao mà bắt người ta hiểu mình được. Thì Kim Thanh, vậy thì Kim Thanh gợi ý nha, mình làm cái phim tư liệu đó rồi mình làm cái kết nó lửng một xíu. 5 năm sau mình làm tiếp cái tập 2, là cái mình nhí một cái nữa là người đó cũ luôn. Người cũ khác. Còn người đó cũ luôn thì sao? Thì nếu mà lúc đó người đó cũ luôn thì thật ra thì nó khác nữa. Mấy tập cũng được hết, tại vì chỉ có một điều duy nhất là chỉ có một điều Tâm nghĩ rằng là khán giả có quyền được biết cái cái đời tư lifestyle của mình, cái cuộc sống ngoài cái âm nhạc của mình. Đó là điều mà khán giả rất muốn biết, và mình đã biết như vậy rồi. Nhưng mà khán giả muốn biết, muốn tìm hiểu, ok. Nhưng mà phải là từ bản thân mình nói ra là cái gì đúng, cái gì không đúng. Ok, bây giờ nếu như mà cứ khai thác đi, ok, không sao cả. Nhưng mà đừng có công bố giùm ta, hay là đừng nói giùm người ta là người ta đang có mối quan hệ gì hay như thế nào, thì em ok. Em rất là cảm ơn về cái sự quan tâm đó của mọi người, nhưng mà mọi người nên hãy nói đúng là được. Và bản thân em mà yêu ai á là không ai biết được đâu. Không một ai biết em yêu ai cả. Em khẳng định một câu là như vậy. Cho nên đừng bao giờ nói rằng là Mỹ Tâm đang như này, đang kia. Mình làm phim tư liệu mà 5 tập, tập cuối cùng mình chốt lại tôi yêu tôi nhiều nhất. Chắc chắn rằng là mình phải yêu mình nhất rồi. Nhưng mà nếu mà nói về tình yêu nam nữ thì em yêu ai rồi mọi người, không bao giờ biết được đâu. Không bao giờ biết, chắc chắn luôn. Thì đúng rồi. Đôi khi á mình nói là mình chia sẻ người thân nhất của mình, nhưng mà bản thân trong lòng mình vẫn muốn giấu cái gì đó cho cá nhân mình. Nhưng mà chỉ có cái luôn. Người mà mình yêu á là người ta mới biết thôi. Tâm đã nói rồi mà em muốn giấu riêng cho em biết. Cho em biết. Từ đó nó vậy đó. Thì hồi nãy giờ là mình khởi động ha. Ủa để đi khởi động. Thì bây giờ mình qua chương 2 đi ha. Ok. Qua chương 2 chút xíu. Thì thật ra với Khách Đến Chơi Nhà là một cái chương trình mà để Tâm có thể là gặp gỡ các fan của mình để chia sẻ trực tiếp cùng với bạn, các bạn. Nhưng mà tại vì coi như là Kim Thanh là một khán giả của Tâm đi, mà lâu quá rồi không gặp, thì cho nên là mình sẽ lấy cái quyền xíu chủ nhà đó, mình giống như là áp đặt nhiều mọi người xíu. Đúng rồi. Cho nên thì mình sẽ tăng tốc một chút xíu. Đầu tiên là về một cái câu hỏi liên quan đến cái sản phẩm âm nhạc của Tâm. Thật sự là cá nhân Kim Thanh thích Tâm nhiều hơn qua cái buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu cái chuỗi show Tri Âm của mình. Thì Tâm có nói một cái câu đại ý là bây giờ mình tuổi này rồi, trên sân khấu mình cũng đã trên 20 năm đi hát rồi, bây giờ cần mọi người cần Tâm chứng minh điều gì? Chứng minh cái gì nữa? Tâm phải chứng minh được cái gì nữa? Chứng minh gì ở cái tuổi này? Ví dụ như 1 năm, 2 năm, 3 năm thì còn được. Bây giờ ở sân khấu với cái đỉnh đó bao nhiêu năm đó rồi, mình còn chứng tỏ cái điều gì? Thì đó là cái điều mà Kim Thanh rất là thích khi mà Tâm nói như vậy. Nhưng mà ở trong các sản phẩm của Tâm thì cho dù Tâm có chơi mạng xã hội hay là không chơi mạng xã hội thì ít nhiều bản thân mình biết, hoặc là ekip cũng sẽ có bạn nói: ê chị ơi, người này nói chuyện vậy gì kia đúng không? Hoặc là người thân chụp màn hình gửi đồ này nọ. Thì luôn có những cái vấn đề trái chiều xung quanh cái sản phẩm của Tâm ra. Ví dụ như là về thời trang nè, về dàn dựng nè, về âm nhạc hay là tất cả mọi thứ. Và có nhiều bạn còn nói là: chị Tâm ơi, nếu mà chị Tâm muốn thì em sẵn sàng làm miễn phí cho riêng chị, rồi các kiểu mọi thứ. Chứ mà chị đừng có làm vậy, em thấy vậy thì tốt hơn. Thì Kim Thanh mới liên vào cái ý kia của Tâm á, là Tâm không có cần chứng minh gì hết, Tâm muốn làm những gì Tâm thích thôi. Nhưng mà thật sự thì Kim Thanh cũng muốn hỏi là cái đó là Tâm thích làm như vậy thật, hay là Tâm cũng muốn tìm những bạn trẻ phù hợp với mình, hoặc là những người cùng chung chí hướng làm sao mà nó ra đúng những điều mình thích, mà nó hợp với cái gu của mọi người hơn, để mọi người không nói như vậy. Hay là Tâm khó mở rộng trong mối quan hệ, tại rõ ràng là Tâm chơi với ai, bạn bè thân thiết từ xưa giờ, thì có lẽ những người biết Tâm đều biết là Tâm rất là, gọi như là những người bên Tâm vẫn là những người từ ngày đầu cho đến giờ, và lâu lâu lắm mà vài năm mới có thêm người nữa. Cũng ít, đúng không? Ít. Thì thật ra thì cũng là chính xác cũng là do cái tính mình. Thì xưa giờ các bạn cũng biết là tính mình là hay làm việc với bạn nào là mình cứ chỉ theo làm việc với họ thôi. Khi nào họ thay đổi thì thôi. Không có duyên nữa thì mình không làm.
nhưng mà mình vẫn tiếp nhận những cái mới chứ không phải không. Ừ. Thì Tâm là người khép mình nhưng mà lại rất là open, rất là mở lòng. Ừ. Dễ khép lòng bao nhiêu thì càng dễ mở lòng bấy nhiêu. Ừ. Thì tính Tâm thì, nhưng mà nó cũng phụ thuộc vào cái duyên nữa. Ừ. Có những cái duyên mà nó tới là Tâm không bao giờ mà từ chối đó. Ừ. Thì thời gian sau này thì Tâm lại mở lòng mình nhiều hơn so với ngày xưa đó chứ. Ừ. Thì những cái điều mà chị nói em thấy nó cũng không có gì là quá đáng hay như nào cả. Thì mình phải biết rõ hai điều. Những bạn mà nói như vậy là vì họ yêu mình quá. Ừ. Họ quan tâm tới mình nhiều quá. Ừ. Họ xem mình là một cái gì đó quá. Chính vì họ mới một mực là như vậy, nên thứ nhất là Tâm sẽ không thấy trách. Ừ. Còn nếu mà bỏ qua cái việc mà một cái cá nhân, ừ, với cái tình cảm lớn mà mình dành cho khán giả của mình, thì mình sẽ nói về vấn đề về chuyên môn hoặc là những cái tính cách riêng của mình. Ừ. Về chuyên môn thì người nào có chuyên môn thì hãy nói chuyện với mình. Ừ. Còn về tính cách thì và tôi có tính cách này, bạn có tính cách này. Ừ. Bạn không thể áp đặt cái chuyện đó cho tôi được. Ừ. Đó là hai cái chuyện khác nhau. Còn về cái việc mà các bạn yêu thích hay là trách hay khen hay là cổ vũ cho mình hoặc là ghét mình sau chuyện đó, thì mình vẫn hiểu được, vẫn phân định rõ ràng là vì bạn quá quan tâm đến mình thôi. Ừ. Nên là mình bỏ qua chuyện đó. Ừ. Và còn đến chuyện thứ ba mà chị nói về việc nếu mà muốn thì em có thể làm free cho chị. Ừ. Thì điều đầu tiên là bạn nào nói ra câu đó, ừ, thì bạn phải biết bạn là ai đã. Ừ. Không? Bạn đang nói điều đó với ai đã. Ừ. Tại vì nếu mà bạn nói với một cái người mà một ca sĩ mới lên, ừ, không biết gì thì ok. Còn với chị thì em có bả cả cả gia tài em ra, em cũng không so sánh được để em đổ tiền để chị nhận cái gật đầu với em đâu. Ừ. Nên em đừng có mở miệng ra là cứ sẽ nói rằng là em sẽ làm free cho chị. Bây giờ các em đưa tài sản của em tới để chị cũng không nhận em làm đâu. Ừ. Nên là em phải biết em là ai và em nói chuyện với ai. Ừ. Đó là em đang nói về tính cách, về chuyên môn và cả về cái tính cách và cái giá trị của em. Ừ. Đối với những cái lời nói như thế. Ừ. Thành ra Tâm nó có nhiều bạn nó cũng hơi cứ nghĩ rằng là người ta làm vậy là người ta không biết gì. Ừ. Cho nên là hơi kiểu như còn trẻ quá. Ừ. Chị ơi, tại sao chị làm vậy? Ôi, trời, em ước gì em có thể viết lại kịch bản cho chị. Trời, chị ơi, em ước gì em có thể làm đồ cho chị. Nó không, em chỉ mãi mãi ước thôi. Em sẽ không bao giờ đạt được tới đâu bởi vì em không làm được như chị. Ừ. Cho nên em đừng nói. Em chỉ lắng nghe và em thích hoặc không thích. Ừ. Còn đối với chị làm cái này là chị dành cho khán giả yêu thích chị. Họ cảm nhận được, họ yêu được những cái mà chị đang làm. Họ chấp nhận được con người của chị. Sẽ có những cái lúc chị muốn bung xõa hay là chị muốn làm gì chị làm. Và nếu như mà những cái điều mà em làm ra mà được hàng mấy chục triệu người họ thích như vậy, ừ, thì em hãy tới nói chuyện với chị. Còn ừ, khi em chưa làm được thì em hãy để cho mọi người làm những cái công việc của họ đi. Ừ. Thì Tâm chỉ nói vậy thôi. Ừ. Thật ra là đôi khi xem Kim Thanh cũng lăng tăng là tại sao cái này là như thế này, cái kia là như thế kia. Nhưng mà rõ ràng mình cũng đang hỏi ở cái góc độ cá nhân mình. Tại vì mình không thể là Tâm để mình trả lời được chính xác tại sao Tâm lại làm như vậy. Thì cho nên là Thanh mới nói là hôm đó Tâm nói như thế là mình giải tỏa rất là nhiều. Là mình không cần phải chứng minh gì cả. Mình chỉ cần làm những gì mình thích. Và mọi người vốn dĩ là những người thích mình thì là sẽ thích những cái sản phẩm của mình. Nhưng mà đôi khi á, mình thấy là cuộc sống mà nó hoàn hảo quá thì nó là cuộc sống không có thật. Nó phải có chỗ này vậy, chỗ kia thì nó mới cảm thấy con người mình nó thật hơn, đúng không? Rồi chị. Đâu ai hoàn hảo, đúng không? Đôi khi giông bão thì nó lại là thành một cái điều bình an. cho nên là đó là một cái câu mà cô dạy, cô Mai cô dạy cho mình. Ừ. Thì em nghĩ rằng là trước khi mà mình nói một điều gì, cho nên là em rất là cẩn trọng với cái lời nói của mình. Ừ. Em phát ngôn ra một điều gì là em phải chịu trách nhiệm với điều đó. Ừ. Thì khi em lấp lửng điều gì thì có nghĩa là em
còn đang có một sự lấp lửng. Ừ. Thì mọi người hãy hiểu vậy. Còn nếu mọi người muốn hiểu sâu hơn nữa thì em không thể trả lời được. Ừ. Thì mọi người hãy tôn trọng điều đó là được. Hoặc là mọi người cứ nghĩ theo ý của mọi người đi. Yeah. Rồi đúng rồi. Rồi mọi người, nhưng mà hãy viết lấp lửng như em nói. Ừ. Thì được. Ngay cả cái việc như chị mới nói thì em nói là sẽ có những bạn thích, có những bạn không thích điều này điều kia, từ cái bài đó hay là từ cái việc cá nhân đó mà người này quay qua thích, người này không thích. Nhưng mà điều bản thân em nhất, điều mà em muốn làm là em coi với em fan là nhất, khán giả của mình là nhất. Cho nên là mình chỉ nghĩ trong đầu tất cả những thứ mình làm là cho khán giả của mình thôi. Mình không muốn họ quan tâm những cái thứ khác. Còn nếu họ quan tâm em cũng không trách luôn. Em không trách là họ, dù họ quay lưng mình em cũng không trách luôn. Nhưng mà họ đừng có nhét những cái thứ không phải là của em để họ nói, để mà họ đánh giá và họ vứt bỏ những cái thứ đó thì em không chịu được. Em đối với em khán giả là nhất, fan là nhất, chứ không có kiểu mà em nói một đường cái xong đi qua nói là em bỏ fan em cũng được vì cái này cái, em không có vậy. Mình có tính của mình là từ xưa 20 năm nay khán giả đều biết mình làm tất cả những cái thứ này vì cái gì, là vì mình yêu cái khán giả của mình biết cái điều quan trọng nhất của mình là cái gì. Thì không thể nào mà nhét lời vào trong miệng mình để nói thành một cái chuyện khác. Có những thứ em rất bực, nhưng mà không phải cái gì em cũng nói ra, nó hoạch tẹt ra. Bởi vì sao? Nó có những cái mối quan hệ nó làm cho mình cảm thấy họ không có ác ý tới mức đó, thì em không làm tới. Chứ có những cái mà nó sai hoàn toàn chứ. Thế nói cái chuyện em ví dụ như gần đây nhất có cái câu rằng là tôi sẽ bỏ fan mình nếu như người thân tôi bị chỉ trích. Tôi sẽ bỏ bạn mình nếu mà người thân tôi bị chỉ trích. Là nghe nó câu đó nó chắc quớt rồi. Nghe nó không đúng là mình luôn. Nhưng mà nó phải là một câu chuyện. Nó phải đúng. Ví dụ như nó là chị làm sản phẩm này, em thực sự không thích, em có quyền quay lưng với chị. Nhưng mà ở một cái khoảng thời gian nào đó, có phải âm nhạc của chị, lời nói của chị nó đã tác động tới cái thanh xuân của em không? Tình cảm của em không? Nên nếu em giữ được cái điều đó thì mình sẽ còn đi tiếp. Còn nếu em không thể giữ được nữa thì chúng ta có thể nên chia tay. Em chỉ không thể bắt buộc điều đó được. Nếu mà Tâm nói tới đây thì Kim Thanh lại nhớ trong cái buổi đó thì Tâm có nói là Tâm không có thích nói là tuyên bố là tới khi nào là bao nhiêu tuổi là mình có bỏ sự nghiệp hay không, không đi hát nữa. Và Tâm nghĩ được làm nghệ sĩ, được đi hát, được đứng trên sân khấu, đó là cái thánh đường và cái điều mà Tâm rất là mong muốn. Cho nên là không có cái chuyện là sẽ bỏ hát. Thì nếu mà ai mà tinh tế hay là fan của Tâm nghe câu đó thì chắc chắn là sẽ biết là những cái lời sau này nó có thực sự là ý của Tâm hay không. Thì chứ mình liên lại thôi. Rồi nếu mà nói về các fan của Tâm đi thì thật sự là Kim Thanh thấy từ trước giờ chắc là ngoài Tâm ra chưa có ai hết. Có một lực lượng fan chính là các bạn phóng viên, mà các bạn phóng viên lại làm mảng giải trí, mảng viết nhạc. Điều này nhiều. Thì thấy thích không ạ? Em rất thích luôn. Phải nói là rất thích luôn. Bởi vì có thể ở đâu đó thì mình cũng có những cái sự hiểu lầm. Đó là điều cuộc sống mà. Và mình hóa giải được những điều đó. Thì khi mà mình đã hóa giải được thì mọi thứ nó lại trở nên rất là nhẹ nhàng luôn. Thì Tâm may mắn là mình đã đi qua 2 thập kỷ của âm nhạc. Thăng trầm đều đều có. Ừ. Và những người bạn hoặc là những người anh, người chị ngày xưa họ vẫn ở đó. Rồi dưới những người anh chị đó lại là những fan ngày xưa của mình. Bây giờ họ lại đi làm báo. Thì chị cứ suy nghĩ ra đi, thì có phải là mình sẽ có những khán giả của mình trong ngành này không? Thì nói chung là khán giả trong ngành và các bạn làm phóng viên, những người trực tiếp viết bài là fan của mình. Thì đúng là với Kim Thanh, Kim Thanh cũng rất là thích. Nhưng mà rõ ràng thì qua một số sự vụ Tâm có thể thấy là fan là fan, nhưng mà có chuyện gì thì sóng gió cũng đến thôi, đúng không Tâm? Thì rõ ràng là vậy mà. Lúc đó có cảm thấy hơi giận, hơi buồn gì họ không? Như hồi nãy Tâm chia sẻ là có những
những bạn mà thật sự mà họ đã không còn muốn giữ cái những cái thanh xuân mà đã có với âm nhạc của mình thì mình không trách. Thì nói buồn thì không phải không buồn. Lời nói của mình là mình chịu trách nhiệm vì mình không nói ra nên mình không ngại. Nhưng mà những người mà họ cố tình không hiểu, họ cố tình bóp méo nó đi để xoay chuyển theo cái quan điểm cá nhân mà chỉ trích lại với Tâm hoặc là những người thân của mình, thì những cái điều đó mới là đáng nói. Thì đối với Tâm thì cái đó nó vô nghĩa. Nó vô nghĩa ở chỗ là người ấy làm điều đó cũng vô nghĩa. Tâm cũng chưa hiểu là họ làm như vậy để làm gì. Nếu họ thật sự đã không còn yêu Tâm nữa thì tại sao họ không rời đi một cách nhẹ nhàng, mà họ phải dùng lời nói rằng ta sẽ quay lưng đây, dùng lời nói rằng ta sẽ như vậy nếu cô ấy là như vậy đây. Thì mình cảm thấy nó hơi mâu thuẫn một chút, và mình không lý giải được. Thì đến gần đây nhất thì mình có nói chuyện này với một người bạn của mình, thì mình nói là mình cũng không hiểu vì sao cái người đó họ yêu mình như họ thích mình lắm, nhưng mà đã lúc họ đã không thích rồi thì tại sao họ vẫn cứ đem mình ra mình nói hoài vậy. Thì bạn mình mới nói rằng là bởi vì người đó yêu mình quá thôi. Thì lúc đó thì mình giải tỏa hết mọi cái nghi ngờ. Thì bây giờ nếu bạn cảm thấy rằng là những cái điều Tâm hiện tại Tâm làm bây giờ nó không đúng như ý bạn muốn của cái cô 20 năm trước nữa, thì bạn có thể nhẹ nhàng rời đi không? Và chỉ nghe những cái ngày xưa của cô thôi cũng được. Và không nhất thiết bạn phải chấp nhận cô gái bây giờ. Nhưng mà mình chỉ nói một điều rằng mình không hề thay đổi. Mình chỉ là lúc này mình vui, lúc này mình buồn, lúc này mình có những cái suy nghĩ thăng trầm của mình, chứ mình không có gì cả. Thì sau khi đó thì em lại thấy nhẹ nhàng. Mình thấy là không, mình cũng còn rất nhiều hàng triệu người khác họ hiểu cái điều này của mình, mà chỉ một vài bạn để làm cho mình cảm thấy là mình lăn tăn, mình suy nghĩ lại. Nhưng mà mình đã hóa giải được bằng tình yêu thì điều đó nó không còn sự giận dỗi nữa. Thực ra là Kim Thanh có trước khi gặp Tâm thì có gặp ekip của Tâm, có chia sẻ một vài câu chuyện, không biết có đúng cái câu chuyện mà nãy giờ Tâm nói hay không. Thì Tâm nghĩ là đôi khi có một cái vài tình huống đó, đôi khi là các bạn đơn giản nghĩ là Tâm nói như vậy là ý Tâm như thế, thì họ sẽ nghĩ trong đầu là ý Tâm như thế cho nên là họ sẽ viết vậy. Chứ không phải là họ muốn giật tích câu view, hoặc là họ không phải là biến cái này thành cái kia, nhưng mà tức là cái cách mình nói xong với tự họ suy nghĩ trong đầu nói vậy có lẽ là như vậy, và họ sẽ tự suy diễn theo. Nếu vậy thì họ nên confirm lại với mình là tôi nghĩ vậy, chị có thấy đúng không? Thì lúc đó Tâm sẽ nói thẳng luôn là không, đây là câu chuyện vì em muốn hỏi nên chị nghĩ em là người chị có thể nói được là cho em biết như vậy thôi, chứ chị không phải nói để em khẳng định đây là điều mà chị nói để em viết lên. Thì cái lỗi là đầu tiên là lỗi của Tâm. Vì Tâm sẵn sàng chia sẻ những cái thứ mà Tâm nghĩ không cần thiết phải chia sẻ. Nhưng mà cái lỗi thứ nhì là mình để cho nó diễn ra như vậy. Còn lỗi của cái người viết thì không biết nghĩ họ có nghĩ đó là lỗi của họ hay không thì mình sẽ không bàn. Đôi khi mọi người cũng hơi chủ quan một chút xíu, hoặc là tự tin với những cái suy nghĩ của mình. Quan trọng thì đối với Kim Thanh trong cái trường hợp này là cái lòng mình có thật sự muốn vậy hay không, hay là cái lòng mình vẫn tốt nhưng mà nó vô tình nó xảy ra những cái chuyện đó, thì cái tấm lòng nó vẫn là cái quan trọng nhất. Nhưng mà cái truyền thông báo chí ngày xưa thời Tâm mới đi hát, thời Lãng Xanh giờ khác nhau nhiều. Thấy giờ sợ không? Tâm có sợ không? Đó là cái điều mà mình cũng có thể chia sẻ được rất hay. Nếu như mà mọi người nói là tại sao dạo này chị có chuyện là chị sẽ giải quyết liền vậy, mọi lần là chị im lặng mà. Hồi xưa nó không có mạng xã hội gì. Nó khác nhau. Hồi xưa báo chí đăng lên vậy, báo tờ mà, báo giấy mà, đăng lên vậy, hoặc là một bài viết mạng xã hội cũng được, nhưng mà không phải là Facebook hay là gì cả, mà là một trang mạng như vậy thôi. Thì
mình viết lên xong rồi là rồi thôi, mọi chuyện thôi, nó cũng không có gì quá, mình chỉ thông báo. Hồi xưa Tâm cũng có giải quyết scandal hay là này kia một cái gì đó thì cũng bằng một cái thông báo thôi, nhưng mà cũng không nhiều. Nhưng mà dạo sau này thì nó là ở một cái cấp cao hơn chị, ở là cái những cái tin đồn mà nó cũng hoảng luôn, ví dụ như Mỹ Tâm có bầu ví dụ vậy, cho nên mình thì là luôn. Cái đó là những cái hồi xưa mà đương nhiên mà nếu cái chuyện này diễn ra hồi xưa thì em cũng phải lên nói thôi à, chứ cũng không im đâu. Nhưng mà bây giờ cái mạng xã hội là cái mức độ chóng mặt, nó không còn chiều chóng mặt nữa mà bằng tốc độ ánh sáng rồi. Thành mình khi mà một cái chuyện diễn ra, nếu mà mình không ngăn chặn liền thì nó sẽ lan đi với những cái mà mình sẽ không thể cản nổi. Đó là lý do vì sao người ta nói Mỹ Tâm chắc chị thay đổi rồi, cái gì cũng lên nói. Không, không gì lên nói, cái gì nó chỉ sống được với Tâm trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi. Đó là cái cách của Tâm giải quyết vấn đề về truyền thông. Chứ không phải là cái gì cũng lên nói, những cái gì đúng thì để giữ, còn gì không nói là phải giải quyết liền. Liền. Để cho nó đừng có đi quá xa. Và đó là cái khác nhau giữa truyền thông xưa và truyền thông này. Bởi vậy cho nên là bây giờ nhiều khi ngủ dậy giấc trở thành người tối cổ. Bởi vậy em nói thiệt, nhiều khi cái hôm mà nó đồn em có bầu á, là em vẫn em ngủ dậy em vẫn bình thường, em ít khi mà lên coi mạng hay gì đó. Xong cái là em vẫn đi làm mọi chuyện, ngày hôm đó rất là bận rộn luôn, em bận lắm. Xong rồi là bé một người em mới gửi, chị ơi thấy cái hình này nè, em thấy cái hình này nó sao sao á chị ha, kêu nó hồi nhìn cái hình này giống như có bầu vậy, cái này mà lên mạng cái chắc nó tưởng chị có bầu luôn. Là vừa nói là mạng báo đã lên rồi. Lúc đó là em không biết luôn, có nghĩa là báo đã chí đã lên rồi là bà ô Mỹ Tâm với nghi án có bầu ABC gì đó. Cái xong cái mình nó ồ vậy hả, cái xong mình cũng làm lơ chuyện đó luôn, là nguyên công ty biết hết rồi mà im lặng không dám nói gì không. Cái xong cái mọi người mới kêu em trợ lý mới là thỏ thẻ tới nói chị ơi, em đưa chị coi cái này được không. Cái nó rồi cái gì đó là chị đang bận, cái đưa ra coi cái ông vui vậy, không nghĩ có bầu luôn hả, là em vẫn bình thường luôn không nói gì. Cái xong bắt đầu tới 3 tiếng sau là bao nhiêu là tràn lan tất cả trên mạng xã hội, là mọi người rất kinh khủng luôn. Cái mới nói rồi cái này là không được rồi. Là tất cả các tiêu đề là nghi án ca sĩ hạng A B C rồi có bầu dưới ca B C rồi này kia. Mà cái thường thường showbiz đồn cũng hay đúng lắm á. Không, không có chuyện đúng ở đây, đúng là đúng, sai là sai. Mà ví dụ em nói là nghi án, em ví dụ thôi nha. Nói thẳng ra là ca sĩ Mỹ Tâm đi, có bầu. Thì Tâm lên, Tâm dễ giải quyết vô cùng luôn. Trời, ai mà đăng như vậy, tại không dám đăng. Thì dĩ nhiên. Nếu mà các bạn, ngon, mà ngầu á, cool á, là bây giờ như Tâm lên livestream để em nói thiệt ra tên tôi vậy. Các bạn ghi từ nghi án ca sĩ hạng A, ta chừa đường lui chứ. Thì đó, cho nên là khi mà báo chí như và viết vậy là các bạn độc giả làm ơn là phải để ý là cái gì mà ghi chữ nghi án là các bạn không bao giờ tin. Rồi cái giờ Mỹ Tâm công bố cái này là cũng càng không bao giờ tin. Là bởi vì sao? Bởi vì khi nào trang chính thống công bố là nó phải nằm trên trang chính thống của fanpage của Mỹ Tâm, đúng không? Chứ không phải là công bố, Tâm chưa công bố mà người khác đã công bố rồi là các bạn cũng không nên tin luôn. Đó thế à. Rồi cái gì phi công cái gì lấy phi gì quen phi công gì á, gì gọi là gì phi công đúng không? Phi công máy bay. Là máy bay. Trời, tự nhiên em có quen cái thằng phi công nào đâu. Cái người ta bình thường, em chưa quen một cái đứa nào phi công luôn á. Rồi nói tới đây là biết là bà này bà cũng không có theo trend lắm. Giờ bây giờ nếu mà là, đó ví dụ em ví dụ vậy thì là tự nhiên phi công. Bây giờ phải kiếm một cái ông lái máy bay để phi công quen hay gì, chỗ tôi quen phi công, người ta làm mấy nghề gì thì nói thẳng nè, ra tự nhiên mới nói tao phi công. Ví dụ vậy. Câu này vui, nói chung là vui. nhưng mà tóm lại là cái màn livestream đó cũng đỉnh mà. Dạ, nó phải là sau đó là em quyết định là thôi cái này là thôi cho các bạn vui sáng giờ vui được vui tới đó được rồi, bây giờ giải quyết xong. Là ngày hôm sau là sẽ không còn còn vấn đề gì nữa. Mà livestream là sáng suốt tại thông cáo báo chí hay là chụp hình thì mọi người nó có thể photoshop. Thì em nghĩ lúc đó mày quá, dáng đang đỉnh xong rồi đứng lên muốn là bán hàng online luôn. Nhưng mà khi mà Tâm nói là bây giờ nó khác ngày xưa như vậy á, và sau một số gọi là đóng ở ngoài kép biến cố liên quan đến truyền thông vậy đó, Tâm có hơi sợ không?
hơi dè chừng không? Bây thật giờ ra tiếp xưa cận giờ rồi mình là cũng mình hơi ớn không? cũng sóng gió với cái vụ mà viết bài nhắn tin rồi, thì Tâm cũng có một cái sự, đôi khi mình cũng là con người mà, mình đâu phải là máy móc gì mà lúc nào mình cứ bật cái chế độ lên là mình sẽ máy được, đôi khi máy nó cũng lỗi. Nên ra mình ngồi mình chia sẻ với một cái gì đó mà mình nghĩ là lần sau mình nên để ý, ví dụ như mình cảm thấy rằng là nó không có gì cần phải nói là mình nên thôi luôn Nhưng mà vậy đôi thôi khi à, chứ cũng mình gì. tức là mình tự cho mình cái bộ lọc trước á, thì đôi khi là nó sẽ bị an toàn không Tâm? Dạ thường là như vậy, là em cũng nghĩ lên đó là lý do vì sao người ta quan tâm đến cái chuyện ngoài cái chuyện âm nhạc hơn. Nên là mình hiểu, cho nên mình nói là khán giả có quyền được quan tâm cái chuyện đó, mình không nói là không được nha, tại vì tất cả những bài viết của Tâm em đều nói là không phải là khán giả không được, nên mà nếu như các bạn quan tâm thực sự điều đó thì mình ok thôi, nhưng mà cái gì hãy từ mình nói ra thì các bạn hãy hãy chia sẻ, hãy nói, còn cái gì mình không có nói, mình khẳng định gì cả thì các bạn đừng có đem cái chuyện ra ra để mà cho mình là khẳng định. Nó khác nhau ở chỗ đó thôi, chứ còn các bạn có quyền nói, các bạn có quyền đồn đoán hay là nói Tâm quen người này người kia, ok không sao, nhưng mà đừng có khẳng định giùm Tâm là được. Còn Khi chuyện nào Tâm Tâm nói. Tâm nói thì ok, nó chỉ khác nhau vào cái post của Tâm vừa rồi, nó chỉ khẳng định cái chuyện rằng là em không phủ nhận, không khẳng định, không gì hết, nhưng mà khi mà em khẳng định thì hãy tin điều đó, còn em không chưa khẳng định thì mọi người đừng có đem ra đồn đoán hay nói gì. Không, mà đúng là Tâm khẳng định nó phải khác hơn nhiều chứ. Dạ đúng, khác hơn nhiều. Có một cái vấn đề liên quan đến cái chuyện đó, mà thật sự là không phải với Tâm mà có rất là nhiều nghệ sĩ từ xưa giờ thì nó cũng có rồi, nhưng mà hồi xưa cái hình thức nó nhỏ, nó cái kiểu bộc phát, rồi bây giờ ngày càng nó chuyên nghiệp và nó quy mô hơn. Là với 2020 vừa qua và kéo dài cho tới bây giờ, và Kim Thanh nghĩ là sau này nó sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Tức là ngày xưa khi mà thích không thích ai đó thì đôi khi là chỉ để bụng thôi, rồi sau đó họ sẽ tiến thêm một bước là họ sẽ có những cái nhóm có thể là cùng không thích người này hoặc là cùng thích người kia, giống như là có fan club thì có anti fan club vậy đó. Và bây giờ thì mạng xã hội thì phải nói là với năm 2020 vừa qua thì có rất là nhiều nghệ sĩ đôi khi chỉ vì là họ tham gia chương trình truyền hình thực tế quá nhiều đi, họ tham gia nhiều quá, đi đâu cũng thấy mặt hết, xong cái tự nhiên cái người ta không thích nữa. Tại vì mỗi mỗi chương trình thì sẽ có nói vậy, chương trình kia nói kia, cái xong cái người ta không thích. Tự nhiên cái bị đối 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 lại nghịch. Đó, hoặc là đôi khi nói chung là gọi là họ đã làm sai điều gì thì mình cũng không biết nữa, nhưng mà đôi khi là người ta không thích là người ta không thích thôi. Có những cái lý do đôi khi nó đơn giản thôi. Mình ví dụ như một cái trường hợp là Trấn Thành đi, thì Trấn Thành dẫn chương trình Trấn Thành Hay Khóc Đi, thì sau đó mọi người đặt biệt danh là Thành Cry, rồi cũng có một cái group anti Thành Cry chẳng hạn. Đó, đơn giản vậy thôi, nó chứ không có một cái gì gọi là nó quá hết. Thì nhưng mà cái quy mô của các bạn thì càng ngày thì càng lớn và càng chuyên nghiệp hơn, thì đôi khi nó cũng ảnh hưởng tới người nghệ sĩ rất là nhiều. Trong năm qua Kim Thanh thấy có một số nghệ sĩ á, là họ bị ảnh hưởng tới mức là họ sẽ đánh vào nghệ sĩ là hồi xưa rồi, còn bây giờ họ nói là triệt đường sống của nghệ sĩ bằng cách là đánh vào nhãn hàng hoặc là đánh vào các bầu show, các chương trình mà thấy có poster của người nghệ sĩ đó, thì họ sẽ tấn công vô hoặc làm như thế nào để cho nhãn hàng không mời người đó làm quảng cáo nữa, không làm đại sứ nữa, bầu show không mời đi diễn nữa chẳng hạn này kia. Thì thật sự là các nghệ sĩ cũng khá là áp lực. Kim Thanh biết có nhiều người áp lực lắm, thì đôi khi họ áp lực xong á, từ một người ví dụ như là cởi mở sẵn sàng chia sẻ một cái gì đó thì họ trở nên im lặng, họ không dám nói gì hết, họ an toàn hơn này kia. Thì người ta mới nói là lúc này là cái quyền lực của các bạn fan, các bạn khán giả là quá lớn đi này nọ. Thì với Tâm thì Tâm suy nghĩ sao về vấn đề này? Tại vì Kim Thanh cho rằng là không có người nghệ sĩ nào mà chỉ toàn người thương, không có người ghét hết. Kiểu gì là cũng có người thích và người không thích. Đúng không? Đúng. Thì em nghĩ là chỉ là ít hay nhiều thôi. Chứ nghệ sĩ nào cũng phải có người ghét người thương chứ. Làm gì mà vậy thì bây giờ mình phải làm đúng thôi. Cố gắng làm đúng. Cố gắng đừng có cản cái sự ghét của họ mà hay làm cho họ thương.
bây giờ người ta đã ghét mình rồi thì có thở người ta cũng ghét, huống hồ gì mà mình nói, thì mình còn nói ngược lại người ta càng ghét hơn là chuyện bình thường. Vậy thì theo Tâm thì mình làm người nghệ sĩ thì mình phải chấp nhận chuyện đó. Ví dụ như làm người công chúng mà, ví dụ Tâm cũng phải chấp nhận cái chuyện người ta đem chuyện đời tư mình mổ xẻ mà dù mình muốn hay không. À, chỉ mình chỉ cái được lên thanh minh là tôi chưa khẳng định gì hết, hoặc là ví dụ như nói là chỉ nói vậy thôi, chứ tôi em đâu có được lên nói là các bạn không được xen vào đời tư, các bạn không được thế này, không được như thế kia, là em không bao giờ nói vậy luôn. Tại bởi vì họ cái quyền đó là quyền của họ, họ có quyền được biết, họ có quyền được thích, họ có quyền được ghét, và mình cái trách nhiệm của mình là mình phải làm đúng, và mình phải làm sao cho khán giả người ta cảm thấy rằng là họ thông cảm được đối với mình. Thì xã hội mình trước sau gì nó cũng sẽ tới những cái giai đoạn này thôi, trong một cái showbiz, một cái gì đó nhất định là sẽ có những cái chuyện này, thì mình phải đón nhận nó với một cái tâm thế bình tĩnh. Thì đối với Tâm thì nên nên bình tĩnh và cứ nhẹ nhàng, còn cái chuyện đó bắt buộc nó phải tới. Nhưng mà cái này là Kim Thanh là an ủi Tâm, mà câu an ủi nó hơi kỳ nha. Tại tức là khi mà người ta còn quan tâm nhiều, người ta còn ghét nhiều hoặc thích nhiều, người Đúng ta rồi, bàn ra tán vào nhiều, tức dạ là bản là thân còn mình quan tâm, có cái sức ảnh hưởng chứ nếu lớn. mà người ta còn không quan tâm gì luôn, lúc đó lại ngồi khóc, nó nói ơi sao lại không quan tâm gì hết, cái lại là làm khùng làm điên lên cho người ta quan tâm nữa. Cái là không, cái đó thì ở một cái chuyện khác, như em là hoàn toàn hiểu chuyện đó luôn. Cho nên là, nhưng mà riêng riêng bởi vì mình cũng có những cái quan điểm riêng thôi, thì cho nên Tâm mới nói là không hề bao giờ trách được khán giả, người ta có quyền như vậy và người ta được quyền như vậy. Và còn nói về cái phạm trù như chị Thanh nói thì là bây giờ đặt cái trường hợp cái nghệ sĩ đó đi, bây giờ làm cái gì lên, nói gì lên, người ta cũng không quan tâm luôn, thì bạn có vui không? Không vui. Vậy thì bây giờ nói ra những cái gì để người ta thích mình đi, người ta yêu mình hơn đi thì được, nhưng mà giữa cái ranh giới đó là phải hiểu. Nhưng mà nó cũng khó. Dạ. Nhưng mà với Tâm là một người trải qua rất là nhiều cái thăng trầm rồi, mình làm ở trong giới giải trí thì chắc chắn là mình ít nhiều có kinh nghiệm, Dạ. nhưng mà người thân mình, gia đình của mình thì những lúc đó họ có được bình tĩnh như mình hay không, họ buồn hay không, rồi mình phải làm như thế nào cho những người thân mình không buồn. Em không biết là mỗi gia đình như thế nào, nhưng mà gia đình của Tâm thì được cái là anh chị rất là tin tưởng ở mình. Mọi cái sự quyết định, mọi cái sự suy nghĩ đều là ngưng thở để xem cái động thái của mình là gì. Mình may mắn được một cái gia đình rất là hiểu mình, rất là ủng hộ và luôn luôn tin rằng là mình làm điều đúng đắn. Và ba Tâm nói rằng là làm cái gì cũng làm, cái gì cũng được, nhưng mà cứ phải làm đúng đã. Thì ba tin rằng là con sẽ làm được cái điều đó. Cho nên là ba sẽ không mảy may sợ hãi hay là lo lắng gì cho con. Thì khi mình đã có một hậu thuẫn, một cái gia đình như vậy, mình rất là may luôn. Nhà em không bao giờ xen vào những cái chuyện mà em có như này, chỉ là nói cho em để cho mình yên lòng trong gia đình với nhau thôi. Không bao giờ lên tiếng hay mảy may bốt cái gì hay làm cái gì, không bao giờ có. Nói chung là cũng cũng mình có những người thân hiểu mình về Dạ. mình, và nói chung là cũng biết là con bé nó sẽ Dạ, giống kiểu là xử nó sẽ tự biết nó làm sao, giống kiểu vậy. Bây giờ trước khi trò chuyện với thính giả này, mình chốt lại một câu đi. Thì có rất là nhiều người có nói chuyện với Kim Thanh là cứ lùm xùm như vậy, mọi người cứ Tâm mới có như thế này, đôi khi là người ta thương Tâm quá, Dạ quý đúng, Tâm quá, đúng. thành ra đôi khi thấy Tâm có tình yêu chẳng hạn Dạ. đi thì người ta sẽ cảm thấy vui, chúc Dạ. mừng cho Tâm. Nhưng mà ví dụ như chưa biết nó như thế nào, chưa biết Dạ. rõ ràng ra sao mà nó đã có những cái thông tin như vậy, Dạ. thì có thể nào mà khiến cho Tâm cảm thấy là trời sao mình áp lực quá, tức là phải cứ phải bị bàn ra tán vào á. Và cộng với cái status của Tâm tối hôm đó, nhiều người nói là ôi có khi nào chị Tâm
chị chỉ thấy mọi người như vậy xong cái chị quyết định thôi uống thuốc độc suốt đời. Và nếu như vậy thì thật sự là nó cũng hơi buồn. Buồn, ít nhất là buồn buồn cho Tâm nè, những người xung quanh Tâm và kể cả những người yêu mến Tâm thì bản thân họ rất là mong muốn Tâm hạnh phúc chứ. Cái sự lựa chọn của Tâm thì đã khiến cho họ hạnh phúc rồi. Câu hỏi rất là hay chị ơi. Em điều đầu tiên là em cảm thấy rất vui. Em cũng giống như chị nói là em không có khẳng định là em đang có tình yêu hay không. Có thể em đang rất là cô đơn. Hoặc là có thể là em đang có được một người rất là yêu mình. Cái đó em không khẳng định hay không nói. Bởi vì em không muốn đem cái chuyện của mình ra bàn tán nữa. Nhưng mà điều mà em nhận thấy rằng là rất là nhiều anh chị họ rất là chưa biết em có hay không. Chỉ biết là nếu em có thì họ là đã chúc phúc cho em như vậy. Em rất là cảm kích. Tất cả những cái lời chúc mừng hay là những lời mong mỏi, những cái sự yêu thương mà dành cho em là em đều ghi nhớ hết. Ai thích, ai không thích, em đều ghi nhớ hết. Và những người thích thì em cảm thấy em cảm thấy rằng là ít ra là họ không có để những cái thứ khác lẫn lộn về chuyện tình cảm hay là âm nhạc hay là cái gì để mà họ phán xét mình. Thì em sẽ cũng cảm thấy rất là nhẹ lòng, thì em rất là cảm ơn. Nhưng và đó là một chuyện khác. Và cái chuyện đến cái status của em nó chỉ ở một cái mặt khác. Nó không liên quan đến những cái điều mà em phủ nhận hay em không phủ nhận. Nó không liên quan đến việc mà em bội, em lại kiểu như là người ta bội ước lại. Giống như cái câu gì, cái chữ gì mà nhìn cho ví dụ chị chúc mừng em mà tự nhiên cái em nói vậy đó, giống như là em phản lại cái mà cái lời chúc của chị đối với em. Nó không liên quan với nhau. Đầu tiên mình phải rạch ròi cái chuyện đó trước đã. Rõ ràng nếu mà đúng thì trong cái status của em thì em phải cảm ơn những người đã quan tâm đến cái chuyện đời tư của em và mong cho em hạnh phúc. Tại em phải, đúng là em phải có cái câu đó. Nhưng mà trong đầu em chỉ có suy nghĩ hai thứ thôi. Thứ nhất rằng là đối với em chỉ có âm nhạc mới là cái điều làm cho em cảm thấy đau khổ hoặc yêu thương nhiều nhất. Và em đứng, cái kiểu của em là em đứng trên sân khấu đó, nó chỉ là em và là em mong muốn được mọi người yêu em ở đó thôi. Cái việc thứ hai là em giữa chữ khẳng định và không khẳng định, chữ công bố và không công bố, mọi người nên rõ ràng giùm em là được. Còn nếu như nói công bố chuyện tình cảm là chẳng khác nào là em phản bội người yêu âm nhạc của em. Bởi vì em đã thề là em không bao giờ công bố cái chuyện tình cảm của mình ra với khán giả. Em chắc không rồi. Bao giờ lấy cái chuyện tình cảm của mình ra để nói. Em chỉ công bố đến khi nào em thực sự bước lên cái đám cưới của mình thôi. Đó là cái đối em, đó là cái đích đếm đến nhất trong cái cuộc sống riêng tư cá nhân của em. Thì cái điều đó cần được mọi người chúc phúc. Nhưng mà quan trọng là mình cái đích đến như vậy, nhưng mà bây giờ là mình vẫn hướng đến cái đích đến đó hay không? Hay đó, là đó, đó, đó. Hay thì là bây giờ là mình nghe ai nói mình sợ mình, quá đó. Đúng rồi, bây mình, giờ mình, tôi uống thuốc độc đi, tôi nói kiểu vậy đó. Mình nói tiếp thì mình mới nói là đúng là mọi người cũng có làm cho em cảm thấy hơi mệt mỏi. Em thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi mà cái ngày đó nó cứ lặp đi lặp lại cái chuyện tình cảm của mình, là em thật sự không muốn gì hết. Em mới nhận ra rằng là em rất mệt mỏi với cái chuyện này. Và em lúc đó em ở một mình luôn. Em ngồi một mình, em cảm thấy là ủa, mình đang có cảm giác là giống như là mình thấy mọi người đang nhìn mình, không phải chuyện về âm nhạc mà là chuyện tình cảm, là mình đã thấy quế rồi. Là mình thấy nó không phải là mình nữa rồi. Cái là tự nhiên em đóng phòng lại, em thu mình lại. Em không muốn gặp ai, không muốn gặp ai ở một mình. Và chỉ cảm thấy là muốn cái gì trùm lên đầu mình là cho xong rồi, mình trong cái không gian nhỏ vậy thôi. Thì em chia sẻ thật cái cảm xúc của em lúc đó là vậy. Thì để mọi người hiểu rằng là em rất cảm ơn mọi người, những ai mà chúc phúc cho em hạnh phúc, và em rất là cảm động.
nhưng mà mọi người sẽ không biết được em có thực sự hạnh phúc hay không đâu. Cái đó mới quan trọng. Nhưng mà quan trọng là cái đích đến đó mình vẫn hướng đến thôi. Thành ra khi mà em hãy khẳng định là mọi người hãy bàn tới. Còn những người đã chúc phúc cho em rất cảm ơn, nhưng mọi người đừng có buồn. Những cái câu nói đó của em nó không phải là phản bội lại cái lời chúc của mọi người đâu. Em rất cảm ơn mọi người đã chúc cho em hạnh phúc. Nhưng mà em hãy cho em yêu đúng một người mà em yêu. Rồi lúc đó em sẽ công bố với mọi người như vậy. Còn bây giờ những cái em đang lòng vòng thì mọi người lòng vòng với em đi. Em cứ lấp lửng, mọi người cứ lấp lửng với em đi, chứ mọi người đừng có không có phải nặng lòng hay gì. Nên là nếu mà em có làm tổn thương những người nào mà nghĩ rằng là em viết status đó gọi là để phủ nhận là tình cảm mà mọi người họ dành cho em, và để mà nói ơi sao cô nói mà cô không dám nhận, hay là không có. Em rất là xin lỗi nếu mà điều đó có hiểu lầm như vậy và gây tổn thương với những người nghĩ rằng là tại vì chính ra là vì trong cái cuộc kinh tờ báo đó thì em có ngồi nói chuyện thì người ta mới biết. Nhưng rõ ràng là em không nói như vậy. Em khẳng định 100% là em không nói như vậy. Em không bao giờ mà nói cái chuyện mà những người đó nó biết. Nhưng em hiểu được cái tinh thần, cái tấm lòng của cái người viết đó. Họ không phải là muốn ác ý gì với mình. Nhưng câu chuyện nó càng đẩy đi xa khi những báo khác nó viết ra rằng là mình công bố như vậy. Hoặc là cái điều mà em viết cái đó để em cho khán giả em thấy rằng là em yêu âm nhạc và em không bao giờ phản bội lại cái khán giả của mình. Và họ là nhất đối với em. Thành ra là nó chỉ có vậy thôi à. Cá nhân Kim Thanh thì thôi là Tâm đã nói là không ai biết ngoài Tâm chuyện tình cảm như thế nào, hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Thì thôi Tâm cứ mình tôn chỉ như thế nào thì mình cứ như vậy thôi. Nhưng mà với một người là đã biết Tâm từ những ngày đầu thì mình cũng rất là muốn Tâm hạnh phúc. Và sẽ có một ngày Tâm sẽ chính thức công bố, sẽ có một cái đích đến. Chứ không phải là giống như con chim nó lỡ bị thương, nó thấy thành công rồi nó sợ xong rồi nó là không cho ai cơ hội gì hết. Thì như vậy nó cũng tội người ta, tội mình, tội khán giả, tội những người yêu thương mình nữa. Đúng không? Cảm ơn chị, em cũng nghĩ vậy. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với thính giả đang ở đầu dây bên kia. Alo. Em phải nghe cái này mới nghe được không? Em chào chị Kim Thanh ạ. Em chào chị Tâm. Bạn ơi, mình có thể giới thiệu về mình chút xíu được hay không ha? Em là Tiên ạ. Em tên là Tiên ạ. Em đến từ đất Quan Họ, Bắc Ninh chị ạ. Sao ấy. Rồi, bây giờ thời gian dành cho Tiên đây, mình muốn nói gì mình nói đi ha. Vâng ạ, rất là cảm ơn chị Kim Thanh. Em chào chị Tâm. Cuối cùng thì sau 20 năm, wow. Sau 20 năm chị, vâng ạ, chỉ có nghe chị hát ở trên radio, ở CD, rồi là thấy chị trên truyền hình báo chí, thì cuối cùng cũng có cái ngày mà em có thể nói chuyện trực tiếp với chị, và thật sự là bây giờ đang cảm thấy rất là xúc động. Nghe giọng có vẻ hơi run run nhẹ. Bình tĩnh. Bởi vì là chị Tâm thì thật sự là chị Tâm thì giống như là cả một cái thanh xuân của em ấy ạ. Thank you. Tức là từ những ngày khi mà em mới học cấp 3 và chị bắt đầu bước chân vào con đường âm nhạc ấy, từ cái ngày mà chị hát Nhé Anh này, Mãi Yêu này, rồi là Tóc Nâu Mưa Trầm ấy, là cái thời điểm đấy là một ngày em không biết em đã nghe bao nhiêu lần những cái bài đấy. Và tức là mình tức là chị Tâm vẫn nói là, em nhớ là chị Tâm có nói một lần là chị Tâm có cái tính là thất thường ấy. Có một lần chị Tâm tâm sự như thế, không biết là có phải không ạ? Chị là luôn thất thường. Vâng ạ, em giống chị cái đấy đấy ạ. Ngày xưa là em mơ ước trở thành diễn viên. Nhưng sau đó khi mà chị Tâm bắt đầu xuất hiện từ năm 2000, em không nhớ năm 2010 hay 2001, 2000 hay 2001 ấy, là em nghe chị hát là lúc đấy là quay xe luôn, là chuyển sang thích trở thành ca sĩ chị ạ. Quay xe à? Nhanh đấy nhở. Là em thích làm ca sĩ từ ngày đấy. Và bài quay xe. Dạ, em không bỏ qua một bài hát nào của chị. Và ok thì... Dạ. Nè, bây giờ em sao? Bây giờ em vâng muốn sao? Bây giờ thì bây giờ thì trưởng thành rồi, lập gia đình rồi. Nhưng rồi. Mà làm nghề gì? Coi... Em làm nghề gì? Em làm ở Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chị ạ. Trời ơi, cán bộ cấp cao. cũng gần gần rồi đó ha. Em thì cũng có làm MC chị ạ. Cạnh tranh với chị Thanh luôn à. Nhưng mà ngày hôm nay tức là lần đầu tiên là mình trở thành một khách mời. Trước đây thì mình toàn làm người dẫn, hôm nay trở thành khách mời thì run. Và quan trọng nhất là ngày hôm nay đang nói chuyện với chị Tâm cho nên run quá. Ok, bây giờ
Bây giờ mình muốn muốn gì nè? Mổ xẻ gì không? Vâng ạ, muốn mổ xẻ rất là nhiều vấn đề. Trước tiên là em muốn hỏi chị Tâm một câu là em biết là đối với chị Tâm thì em không rõ, nhưng đối với khán giả và đối với fan hâm mộ thì chị Tâm giống như là một tượng đài âm nhạc ấy, trong đó có em. Và em nhìn, em cũng như rất là nhiều người nhìn chị Tâm giống như một tấm gương ấy, để mình soi vào đó và mình nỗ lực hơn trong cuộc sống, thật sự là như vậy. Và em rất là muốn biết rằng là với một người phụ nữ khi mà đang ở trong cái sự nghiệp rất là đỉnh cao như vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lúc mà chị cảm thấy cô đơn, hoặc là cảm thấy rằng là có rất là nhiều áp lực. Vậy thì em không biết rằng là chị đã làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn đấy ạ? Thực ra thì câu hỏi này cũng khá là lớn đó, tại vì mình nó có những cái câu chuyện cụ thể hơn, phải không? Thì mình sẽ dễ trả lời, nhưng mà thường thì mình chỉ chịu thôi à, cũng phải chịu thôi à, chứ cũng không biết làm sao vượt qua. Cứ chịu được hết ngày này qua ngày khác rồi nó cũng qua thôi. Do nó là thời gian là thuốc tiên, qua, đúng không? Thời gian là thuốc tiên mà, đời việc gì đến sẽ đến thôi, mà cái gì rồi từ từ nó cũng sẽ qua. Thì thường nếu như vậy thì mình cứ ráng chịu đau khổ một chút, nói chuyện với bạn bè, có một người bạn có thể chia sẻ được thì càng tốt. Thì sau đó thì mình gỡ rối những cái vấn đề nó nằm ở đâu, thì sau đó thì Tâm cũng vượt qua. Đương nhiên là Tâm cũng phải giãy giụa rồi mới vượt qua được, chứ Tâm cũng không phải thần thánh gì đâu. Vâng, hy vọng là Tiên sẽ không có bị như vậy ha. Em thì đến thời điểm bây giờ em kém chị Tâm 4 tuổi. Và bây giờ thì vâng, em cũng đến thời điểm bây giờ thì cũng lạc quan và có cái nhìn tích cực về cuộc sống hơn nhiều rồi. Okay. Thế nhưng mà trước đây thì có những cái thời điểm cảm thấy rất là tuyệt vọng. Và những lúc như vậy thì là em chắc chắn là sẽ ở một mình, đóng cửa và nghe nhạc của chị. Và một điều rất là đặc biệt là em thấy nhạc của chị, cho dù là những cái câu chuyện chia tay trong tình yêu ấy chị, có những cái bài hát nó rất là buồn, nghe nó rất là buồn, làm cho người ta cảm thấy là rất là thấm thía cái nỗi buồn khi mà chia tay ấy. Nhưng mà lại cũng vẫn rất là bình yên. Em không biết là không có bị ủy mị quá làm cho mình đau khổ hơn, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì không biết là chị có muốn truyền tải cái thông điệp gì qua những cái ca khúc như thế không ạ? Bởi vì em thấy nó rất là đặc biệt so với tất cả những cái ca khúc khác. Thật ra cũng may thôi. May hơn rồi đấy ạ. Chị cũng không biết nữa. Tại vì cái gu như vậy á Tiên, tức là gu rồi, cho nên là khi mà người ta chọn một cái bài ta thích là tự nhiên nó vô cái e. Giống như kìa, với lại tự nhiên là chắc là cái bài này mà mình viết vậy là tự nhiên người ta sẽ nghĩ tới là Mỹ Tâm là sẽ hợp, hoặc là cái bài hát đó là phải Mỹ Tâm hát. Mình nói vui vậy nhưng mà thật ra thì đôi khi mà một nhạc sĩ đưa mình một bài hát á mà mình cảm nhận được hay không á, nó cũng thuộc vào cái tính cách của mình nữa. Ví dụ như là đưa ra cái bài hát đó mình cảm thấy là ví dụ như cái bài mà Muộn Màng là từ lúc của nhạc sĩ Đức Trí đi. Thì nhạc sĩ Đức Trí là không có bao giờ nghĩ là sẽ đưa bài cho Tâm hát cả. Đó là sự thật. Dù muốn dù không, nhưng mà lúc đó anh ấy hoàn toàn không nghĩ vậy, nhưng mà một người bạn của anh nghe xong rồi nói là ô cái này bị Tâm hát ra chắc hay nè. Thì anh Trí mới đưa thử thôi, chứ cũng anh không có ý định đưa cho mình luôn á. Cái xong cái mình cũng nghĩ là ô cái bài này nghe tình cảm quá, thì mình mới thâu thử mình đưa cho anh Trí, thì anh Trí mới nói là ồ nghe ra gì đó, giống như là kiểu là rất anh cũng rất là tình, thấy là rất là tình cảm. Thì Tâm nghĩ rằng là đôi khi cái bài hát đó nó cũng chọn mình, và nó biết là mình phù hợp với cái điều đó, mình chia sẻ được, mình nói ra để mà khán giả họ cũng cảm nhận được cái điều mà mình muốn nói. Thì ví dụ ngoài ra thì có những cái bài nó sẽ không hợp với Tâm luôn, vì Tâm hát ra là nghe chối tẩy luôn, là nó kỳ kỳ luôn. Thành ra là nếu như mà cái này cũng phụ thuộc, có thể là do giọng hát và do cái duyên nợ và cái cảm nhận riêng của mình nữa, nên là những bài hát đến với mình và mình cái giọng hát của Tâm nó làm cho cái bài hát nó không bị ủy mị, nó không có bị có lẽ là do giọng hát nữa đó Tiên với chị Thanh, nghĩa là nó sẽ không làm cái giọng hát của mình, nó đặc trưng, nó không làm cho cái bài hát nó bị ủy mị. Thì chính vì vậy là khi các bạn nghe bài hát của mình thì tự nhiên thấy nghe nó không có quá não nề. Nói chung là Kim Thanh cảm nhận là cái giọng hát của Tâm ở trong cái bài hát nó có cái tính nữ quyền trong đó hơi cao.
Nó là ví dụ như mình vẫn có cái niềm tự hào của một cái nỗi buồn hoặc là một cái sự bỏ rơi nào đó. Giống như là ế nhưng mà trong tư thế ngẩng cao đầu đó. Dạ, kiểu giống như là ế là mình cũng chấp nhận mình phải làm nó thành xu thế, chứ không mình không có làm cho nó thành điều quá tệ. Giống kiểu vậy. Cảm ơn Tiên đã quan tâm những điều này. Nhưng mà Tiên còn gì chia sẻ nữa không hay là vậy là... em còn một chuyện em hơi có thể là hơi tò mò một chút chị ạ. Tức là những cái bài hát, có một điều là khi mà em nghe những cái bài hát buồn của chị là có rất là nhiều bài em nghe là em khóc luôn. Đúng đấy ạ. Tức là những cái ca khúc khác thì nó không như thế, nhưng mà cứ nghe nhạc của chị, ví dụ những cái bài buồn là kiểu gì em cũng khóc, ví dụ như là Nơi Mình Dừng Chân này, Dường Như Ta Đã hay là Đừng Hỏi Em đấy, những bài như vậy. Thì em không biết là chị đã nói đến từ cảm nhận của em đang có lẽ là hơi tò mò một tí chị Tâm ạ. Là đằng sau những cái ca khúc buồn như thế thì chị chỉ đặt mình vào cái tâm trạng của bài hát thôi, hay là nó có cái câu chuyện, nó có liên quan đến những câu chuyện của riêng chị không ạ? Thường thì những cái bài hát mà Tâm hát mà Tâm có thể khóc lúc đó thì cũng nó cũng có một chút một cái chuyện riêng của mình vào trong đó. Tâm mới khóc. Có nghĩa là mình mượn một chút xíu chuyện riêng đó, cái là mình hòa lên cái cảm xúc của mình luôn. Thì có thể là cái câu chuyện nó không có quá tới mức như vậy, nhưng mà mình đã mượn một chút xíu đó để mà mình nâng lên cái cảm xúc của mình để mình gửi vào trong cái bài hát. Thì thường là những cái bài hát đó làm cho Tâm có cảm giác rất là dễ khóc. Thì nguyên cái album Tâm Chính hay là rất nhiều bài hát trước đó và sau đó nữa thì Tâm cũng có khóc lên khóc xuống thôi, cũng giống Tiên thôi, nên là Tiên không có gì phải mắc cỡ. Mà nghe nhạc mà khóc được là một điều rất là tuyệt diệu, tuyệt đẹp, nên là không sao cả. Và việc thứ hai nữa là những cái bài hát mà Tâm làm á, Tâm hát ra thì Tiên nghe mà Tiên khóc á, thì có thể là đó do cái cảm xúc của Tiên nữa, nên là không sao cả, nên là cứ không phải tò mò gì đâu ha. giống kiểu là nó như kiểu là nó viết nên câu chuyện của mình ấy chị ạ, kiểu thế á. Ok, vâng ạ. Cảm ơn Tiên em nhiều. Còn rất là nhiều người muốn đúng rồi đúng rồi nói luôn chị Tâm đang rất là nâng lớp là sợ. Nhưng mà chị Tâm ơi, em chỉ xin một chút nữa thôi, rất là nhanh thôi ạ. Bởi vì là cả thanh xuân của em là chị, em vui cũng nghe nhạc của chị, buồn cũng nghe nhạc của chị, tức là thành công hay thất bại em cũng nghe nhạc của chị. Thế cho nên hôm nay là em có một cái yêu cầu nó hơi rồi em nói nhanh luôn làm gì. Dạ, là em muốn gì nè? Em muốn hát với chị một đoạn được không ạ? Một lời của một rồi em hát bài gì mà, nếu chị thuộc bài mà ngày xưa, tóm lại bài ngày xưa em đã hát hàng nghìn lần, đấy là bài Tóc Nâu Môi Trầm đúng không chị? Dạ, em làm khó vậy ghê, nhưng mà chơi. Rồi ok, em hát trước đi, chị hát theo. Em hát trước rồi chị. Ok. Vâng ạ, chị hát trước đúng không ạ? Ok, để chị hát trước. Dạ. Lúc buồn người hát trong tay người. Không được. Ok. Tóc nâu môi trầm, bước xa nhìn phố đông, con phố xe đưa em về chốn hẹn. Rồi có khi, ôi sao em yêu luôn vậy? Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu lòng giấy mơ ngây thơ, ta dâng người. Wow, cool. Rồi. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn Tiên. Hát cũng hay nha. Ta đã có ý định làm ca sĩ còn gì. Vâng ạ. Ok, cảm ơn Tiên. Chúc Tiên có một cuộc sống như ý, luôn nhiều sức khỏe. Em cảm ơn chị. Và hạnh phúc. Vâng ạ. Em chúc chị sẽ tiếp tục có những ca khúc mới và sẽ sớm có thể thực hiện được live show tri âm, và em mong là sẽ tiếp tục xem phim chị đóng ạ. Oh, thank you. Cảm ơn Tiên nhiều. Rồi, hẹn gặp lại Tiên ha. Cảm ơn chị. Chào Tiên. Cảm ơn chị Kim Thanh và cảm ơn chị Tâm ạ. Rồi, vâng, và chúng tôi xin được tiếp tục với thính giả tiếp theo. Alo. Dạ, alo ạ. Bạn ơi, tên gì nè, ở đâu, giới thiệu lẹ luôn. Dạ, em kính chào chương trình, hai anh chị MC và chị Mỹ Tâm ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Phương. Năm nay em 26 tuổi và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hi, chào là Phương. Mình đi làm rồi đúng không Phương? Dạ vâng ạ, em đi làm rồi ạ. Công việc của mình là làm gì Phương ha? Dạ, công việc của em là một nhân viên y tế ạ. Wow. Rồi, dạ, những ngày này chắc là hơi mệt mỏi, bận rộn xíu đúng không? Dạ,
trong một năm vừa qua thì chúng ta đã quen với tình trạng bình thường mới này rồi ạ. Rồi, bây giờ chắc là mình tranh thủ nha, thời gian liền không còn nè, hỏi liền nè. Dạ, dạ vâng ạ, em sẽ dành cho chị Tâm một câu hỏi là chị đã cho em một cái bài học, đó là về cái sự chung thủy. Vì cái sự chung thủy của chị với khán giả của mình, với những người đồng hành, với ekip của mình, với âm nhạc và cái con đường mà chị đã chọn á, điều đó làm em rất là xúc động và ngưỡng mộ chị nhiều hơn á. Thì chị Tâm có thể chia sẻ cho em và tất cả quý khán thính giả được biết là cái sự chung thủy thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống và sự nghiệp của chị Tâm đến thời điểm hiện tại được không ạ? Wow, câu hỏi lớn. Cảm ơn Phương nhiều. Dạ vâng. À, một người mà quan tâm đến sự chung thủy là một người đó đã có chung thủy rồi đó. Tâm thì mình đang nói về sự chung thủy của con đường mình đi. Mình đang nói về sự chung thủy của tính cách của một con người đã bắt đầu như thế nào và sẽ mãi mãi là như vậy. Mình chỉ khác đi nếu điều đó làm cho người yêu của mình cảm thấy hạnh phúc. Đối với Tâm là chỉ vậy. Còn ngoài ra hơn nữa thì sẽ có rất là nhiều cần nhiều thời gian để mình có thể chia sẻ hơn cái sự chung thủy này. Phương công nhận không? Dạ vâng ạ. Chắc là chỉ có thời gian mới là câu trả lời. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là trong cuộc sống này, nếu mà mình ví dụ như mình có một quan điểm sống, mình nghĩ là tâm sống và tâm chung thủy với cái quan điểm của mình cũng là một cách để mình có thể trưởng thành và mình thành công hơn. Ví dụ như là phải luôn làm đúng, sống đúng, mình phải cố gắng hết sức mình và mình phải chung thủy với cái điều đó. Nhưng mình không nên thay đổi. Thì Tâm nghĩ là Phương dù ở bất kỳ trạng thái nào, hay là công việc, hay là đi học, hay là như thế nào, gia đình, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình cần phải cố gắng hay là đạt được một điều gì đó, thì mình phải chung thủy với cái ban đầu mình đã đi. Sẽ có những lúc mình sẽ lệch lạc, sẽ có những lúc mà mình sai, nhưng mà nếu ở trong thâm tâm của mình và nghĩ rằng là mình chấp nhận được cái khoảng sai đó trên con đường của mình, thì mình cũng nên cho mình cơ hội để mình sửa sai. Còn nếu con đường ban đầu của mình đi mình vẫn thấy nó không đúng, thì mình không nghĩ rằng là mình phải chung thủy với con đường đó, mà mình cần phải thay đổi để mà mình đạt được những cái điều mà mình nó thuộc về mình hơn. Phương hiểu ý Tâm không? Dạ em hiểu và rất là đồng cảm với chia sẻ của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Ok. Nhưng mà bạn mới có 26 tuổi thôi. Oh. Một chặng đường rất dài để trải nghiệm và cho nhưng mà lúc sau nó ngắm thêm cái câu trả lời đó. Nhưng mà ý là đôi khi bao nhiêu tuổi thì bây giờ là mình cũng như nhau thôi à. Dạ. Rồi. Dạ. Và em cũng có thêm một câu hỏi khác đó, muốn dành chị Tâm chia sẻ với mọi người là trong suốt 20 năm hoạt động vừa qua thì chị luôn luôn cống hiến miệt mài, vừa hát nè, sáng tác, viết kịch bản, làm diễn viên, đạo diễn, quản lý công ty, thậm chí thiết kế thời trang và không có nhiều gì đâu. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho em được biết là chị nhờ vào động lực như thế nào để giúp chị có nhiều năng lượng để làm rất là tốt nhiều lĩnh vực như vậy ạ? Mình có một bí quyết duy nhất để làm tất cả những cái điều này đó là vì mình thích thôi. Khi mà mình thích một cái điều gì đó là mình sẽ tạo lên những cái năng lượng tích cực. Mà khi mà mình có những cái năng lượng tích cực thì mình sẽ có tạo ra những cái sự sáng tạo. Mà khi có những cái sáng tạo đó thì mình sẽ hưng phấn trong cái việc đó và mình sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Tâm có thể làm được nhiều những cái thứ này kia, nhưng mà Tâm luôn là người phải biết rằng là mình làm cái gì tốt nhất thì mình mới làm. Và đối với Tâm, và để làm được những điều đó thì mình phải thật sự yêu thích rất 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 nhiều thì mới làm được.
cảm ơn chị. Cảm ơn Phương. Dạ, chị ơi, em còn một còn nữa hả? Dạ, mà Phương ơi, Phương ơi, bây giờ còn nhiều bạn lắm á. Mà mình hết giờ rồi, bạn nói ngắn gọn cái đi nè. À, dạ vâng ạ. Vậy thì chắc là em sẽ xin được chúc cho chị Tâm sẽ sắp tới có cái live show tri âm thật là thành công. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và thêm được rất là nhiều sự yêu thương từ những tri âm của mình ạ. Cảm ơn Phương nhiều nhiên. Nhưng mà Phương mua vé chưa Phương ơi? Mua vé chưa? Chắc chắn là em và hội fan cuồng sẽ có mặt tại live show lần này. Okay, là mua vé rồi, rồi đó. Dạ rồi ạ. Vâng. Cảm ơn Phương. Hẹn rồi. Gặp lại tri âm nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, alo ạ. Bạn ơi tên gì ha? Dạ em chào chị, em tên Linh ạ. Linh ở đâu? Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn chị, em ở quận 10. Rồi bây giờ Linh hỏi gấp đi nha, mình còn có mấy phút nè. Em hơi nhiều câu rồi, em thì cố gắng. Thực ra là tại vì em cũng muốn khoe đầu tiên là em cũng có vé show tri âm rồi. Rất là háo hức để mà gặp chị Tâm ngày hôm đó. Dạ thì em sẽ không hỏi quá nhiều về âm nhạc của tri âm, tại vì em muốn giữ nguyên cái cảm giác mà hồi hộp cho tới cái ngày diễn ra show. Okay. Nhưng mà em có một cái thắc mắc nhỏ chút xíu là em được biết là cái vé của tri âm á chị, thì ngay cả những vé ngồi thì mình không có đánh số. Thì bản thân em thì hơi ngạc nhiên khi mà cái thông tin này được công bố, thì chị có thể chia sẻ hơn về cái quyết định này không ạ? Tại vì em nghĩ dù đứng thì em không hỏi rồi, nhưng mà ngồi á thì ví dụ có số thì mình sẽ dễ quản lý và dễ kiểm soát hơn, em nghĩ vậy thôi. Còn một cái nữa là đây là show của chị thì lần này có khách mời. Và thật sự bản thân em thì rất là háo hức với những cái tên khách mời mà chị đã công bố. Thì chị có thể chia sẻ hơn là tại sao lần này mình lại có một quyết định khác với những cái show tư mở động trước của mình như vậy không ạ? Cảm ơn em. Thật ra thì cái câu hỏi đầu tiên của Linh là về cái ghế ngồi á, thì thường là sân vận động làm á là không có làm cái số ghế đó Linh. Nó có là chỉ chia khu thôi Linh à. Nghĩa là cái khu này, tại vì cái ví dụ như đứng á thì có khu đứng thì nó cũng có cái số lượng nhất định. Ngồi cũng sẽ có cái số lượng nhất định và nó cũng không nhiều. Nên là chương trình không có làm số ghế mà là những anh chị nào mà đến sớm. Cái này giống như mình cảm giác nha Linh, mình cảm giác như là coi thử thách fan chút xíu thôi em bạn. Đến sớm thì sẽ như nào thôi. Thì cũng có những anh chị thì cũng có thắc mắc cái điều này rồi. Nên là mình cũng có giải thích rồi, nhưng mà hôm nay thì trên đây thì bạn hỏi thì Linh hỏi thì chị cũng trả lời như vậy, nên là Linh chịu khó đi sớm xíu à. Dạ, bữa đó em không có đi làm ngoài đó, em đã chuẩn bị hết sẵn rồi. Vì thật ra cái những cái ghế SVIP hoặc VIP hoặc là ghế ngồi khu A đúng không? Khu gì dạ, đó? Khu GA. Thì nó cũng không phải là nhiều đâu Linh, nên là mình cũng không ngại. Dạ. Dạ, rồi còn vì yêu mình có thể là được hết luôn. Đúng rồi, kiểu vậy đó Linh. Rồi còn cái câu thứ hai là khách mời. À, vì sao khách mời khác đúng không? Thì thật ra thì lâu lâu mình phải khác vậy chứ. Dạy hoài thì cũng chán đúng không? Thì nói chung là muốn đổi vị xíu đó. Dạ. Như vậy thì cái lần mà khách mời xuất hiện lần này á chị, thì có phải là một cái sự khởi đầu cho những dự án gì đó xa xa trong tương lai? Là chị không biết luôn á Linh. Đối với chị là duyên. Thì ngay cả việc là anh Quỳnh, anh Phan Mạnh Quỳnh hay là anh Tuấn cũng đều là duyên thôi. Thì hồi có cái đợt mà mình làm cái bài về nhạc phim rồi xong mình nói là cái mà làm show thì hát chung. Thế là mọi người cũng nhớ cái điều đó rồi, nên là giờ là có khách mời là một sự một điều rất là thú vị. Nên là có thôi, còn việc mà hợp tác tiếp nữa thì nếu còn duyên thì lại làm tiếp, biết đâu ai biết làm gì nữa sao.
ghê hơn nữa sao? Tiếp tục chờ đợi đúng không chị? Chắc okay, được rồi đúng không Linh? Được rồi đúng không Linh ha? Nói chung câu hỏi thì em xong rồi, mà em có một cái chia sẻ nhỏ thôi chị Tâm. Tại okay. Vì ra là dạ, nói chung em theo dõi chị cũng lâu và đương nhiên là về phía cạnh âm nhạc của chị thì em cũng có chia sẻ với chị là em có một anh sếp người nước ngoài và nhưng mà cũng rất là hâm mộ chị, gọi là fan cứng của chị luôn. Từ 20 năm về trước đúng rồi. Những cái bài như là hát với dòng sông hoặc là hát cho người ở lại hoặc là tình em gọi đến là sếp em hát từng chữ đúng từng chữ luôn. Chơi và sắp tới đây thì sẽ cố gắng rủ sếp đi coi show kia của chị cho nên là dạ rất cho là chị gửi lời thăm ha. Rồi, dạ. Nếu được thì trong list bài có bài tình em gọi đến. Nó tự quyết định thì mình gợi ý thôi, gợi ý thôi. Rồi, dạ, cảm ơn Linh nha. Linh dạ, ơi, có bạn khác đang chờ rồi Linh ơi. Dạ rồi em chỉ chúc chị Tâm sức khỏe thôi. Rồi chúc Linh sức khỏe. Chắc chắn rồi. Dạ, rồi cảm ơn chương trình. Vui nghe bài dạ, Linh. Cảm ơn chị. Vâng, xin lỗi Linh rất là nhiều nhưng mà tới bây giờ chúng ta hết giờ rồi, sẽ dành thời gian cho một bạn cuối cùng thôi. Alo. Dạ. Alo. Bạn ơi tên gì ha? Dạ, em chào chị Kim Thanh, chào anh Minh Phương và đặc biệt là gửi lời chào đến chị Tâm ạ. À. Không có anh Minh Phương ở đây nha, 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 nha. Anh Minh Phương đang ở ngoài phòng thu rồi. Okay. Dạ, em tên là Linh ở Sài Gòn ạ. À. Ồ, Linh nữa hả? Rồi. Chị mới nói chuyện với bạn tên Linh, rồi giờ Linh... Dạ. Linh này quận mấy đây? Dạ, em ở Tân Phú. À, rồi, hồi nãy Linh quận 10, giờ là Linh Tân Phú. Rồi, muốn hỏi dạ. gì hỏi gấp nè. Dạ rồi, đầu năm mới thì em xin kính chúc chị Tâm thật là nhiều sức khỏe nè. Cảm ơn à, dạ rồi, bạn sự như ý và đặc biệt là live show cho em sắp tới mình sẽ được tổ chức thật là thành công chị nha. Cảm ơn Linh. Em thì đang chờ đợi live show. Dạ, yeah, chắc là sớm nhất lại là tháng 4 đó Linh ơi. Dạ. Dạ chị, okay. À, cho em hỏi là chị ơi, vừa rồi dịch bệnh nó diễn ra chị, thì nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chị và trong thời gian đó thì chị đã làm gì vượt qua nó chị ha? Khoan một xí. Mình có 3 trận lần em muốn nói trận dạ cái trận dài nhất có chị là trước mà chị hát gần nghỉ chừng 2 năm ok là trận đầu tiên đúng không dạ, là đúng rồi. Chị ở nhà xong rồi xem phim nghiên cứu này nghiên cứu kia rồi tập tành nấu ăn rồi kính thưa các kiểu nói chung cái gì cũng chơi hết vậy mà không có bà Tâm vlog thì kỳ lắm chị ơi, thì à, đó nhưng mà là mọi thứ trở nên thất bại chẳng hạn chị nói chơi vậy thôi chứ mấy cái đó thì chắc chị không rành lắm chị không mới giỏi nữa hồi bữa em thấy chị livestream nấu bún mắm rất là ok thích. Bữa nào chị làm cái gì chơi thử xem sao để dạ, coi đúng rồi, chị xào rau chắc chắn là ngon rồi đó chứ xào rau là đỉnh rồi đó dạ đúng rồi nhìn hấp dẫn lắm bữa đây có mà. Ok. Dạ. And... Dạ vâng. À, chị ơi, cho em hỏi tí về live show chi âm được không chị? Yes. Dạ. Chị ơi, trong cái live show chi âm sắp tới á chị thì chị có dự định là mình trình làng một cái sáng tác mới nào của chị không? Tại vì em thấy là lâu lắm rồi chị không có ra mắt một cái ca khúc nào mới đó chị, mà do chị sáng tác, tại vì em thấy chị sáng tác rất là hay luôn á. Cảm ơn Linh, hiện tại thì chưa đó Linh. Yeah, chỉ có ca khúc gần nhất mà chị viết là bài Hẹn Nhau Nơi Ấy Năm Ấy á. Ồ, cái bài đó nhưng là tụi em cũng nghe chưa được full lắm. Full à, chưa có full bài mà gần nhất là chị viết bài đó trong cái đợt mà đó là thời điểm mà nghĩ ra tên live show tri âm luôn. Cái bài Hẹn Nhau Năm Ấy. Cái tựa đề đó cũng là đặt tạm thôi nhưng mà giờ chưa viết full bài. Dạ. Là chưa viết full bài luôn. Mới viết một lần bài thôi. Hát sao nhỉ? Cái gì? Ngày mộng mơ giấc mơ da, 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 da. Tự nhiên sao quên mất tiêu câu đó tự nhiên nhớ một ngày mộng mơ giấc mơ da, 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 da. Thôi nó bỏ qua đi lâu quá chị không nhớ rồi dạ. Rồi nếu mà chị full mà nếu mà có full bài thì chị sẽ làm cái bài đó cánh chim bay trôi qua dòng sông những giấc mơ da, 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 da. À, mình đã lỡ bao nhiêu thời gian. Nghĩa là mình đã hẹn rất là nhiều lần nhưng mà mình làm không được. Mình đã lỡ câu là mình đã lỡ bao nhiêu thời gian nhưng giấc mơ vẫn không vội tan. Dù đi đã đi đã đi đi ngà nà đã đúng không Linh? Dạ đúng rồi chị. Okay. Bài đó quá hay luôn á mà tôi chưa được nghe full. Rồi để bữa nào chị làm full bài đó nhưng mà còn về việc hát trong show hay không thì chưa biết nha. Dạ.
Ok. Chị đang mất trước đi rồi, khi nào mà chị thấy thuận tiện thì hát chung chung được không? Ok, thank you Linh. Rồi còn gì nữa nè, muốn hỏi gì khác nữa không nè? Linh ơi chắc hết giờ rồi nha. Thôi mình chào tạm biệt Tâm luôn đi Linh ơi. Ok. Chị ơi, chị em có thể yêu cầu chị hát một bài, một khúc trong cái bài Yêu Dại Khờ được không chị? Được luôn, nếu chị Thanh thích. Thì bây giờ thôi, ok, mình có 30 giây, 30 giây thôi. Ok. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em mãi muôn đời. Hay quá chị ơi. Rồi, được rồi. Thank you. Chào tạm biệt Linh nha. Cảm ơn Linh. Bye Linh nha. Chúc Linh sức khỏe ha. Chị giữ gìn sức khỏe. Yeah, thank you. Dạ, hẹn gặp chị ở chị em. Bye. Rồi, tạm biệt Linh. Và bây giờ chắc là mặc dù không muốn bắt cóc nữa nhưng mà thời gian không cho phép rồi, cho nên là chào tạm biệt Tâm ở đây. Chắc là Tâm cũng nói là chào tạm biệt mọi người ha. Rất là cảm ơn chị Kim Thanh, cảm ơn chương trình, cảm ơn những thời gian mà quý vị đã bỏ ra để nghe những tâm sự này. Tâm xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc của mình đến với tất cả những khán giả đã yêu thương mình trong suốt một chặng đường dài. Cảm ơn những tình cảm yêu thương dù lộ rõ hoặc là âm thầm bên trong cũng là những cái điều mà Tâm thực sự cảm kích và rất là đáng trân trọng. Tâm hy vọng là quý vị đã có một thời gian tốt đẹp, và những cái ngày tháng tiếp theo nữa dù nó sẽ có những cái khó khăn nhưng mà cũng sẽ vượt qua và sẽ có nhiều nhiều niềm vui đến với mình. Tâm sẽ luôn ở đó và mãi mãi là ở đó, sẽ mãi mãi là họa mi của quý vị và các bạn. Nên là lúc nào buồn nhất thì hãy nghe giọng hát của mình, lúc nào vui nhất muốn chia sẻ thì cũng hãy nghe giọng hát của mình, và lúc nào thật sự cần nhất thì nhớ rằng là Tâm lúc nào cũng ở đó. Nên là cảm ơn rất nhiều. Ok, khi buồn nghe nhạc Tâm, khi vui nghe nhạc Tâm. Khi cần nghe nhạc Tâm. Vâng, cảm ơn các khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.